Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 142. Những anh tài kiệt xuất ở hạ giới có thể đi đến giờ trên con đường thông thiên, dù có lai lịch thấp kém như thế nào đều có chỗ hơn người. Các yêu nghiệt trong số họ càng có tiềm năng để bồi dưỡng, song họ vẫn để ý đến giới tử của 10 phương chiến giới hơn. Bởi vì nghe đồn thiên lộ thứ 9 có quả thần huyết, tất cả giới tử của 10 phương chiến giới đều tập hợp đến nơi này. Đây cũng không phải một chuyện tốt đối với những anh tài khác trên con đường thông thiên. Có giới tử đè đầu, muốn nổi trội hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, dù bất phàm đến mấy cũng sẽ chết trong tay họ mà thôi. Thực tế cũng y như thế, ngoài Lâm Nhất ra thì những yêu nghiệt đỉnh cấp khác hầu như đều chết trong tay các giới tử. Dù mạnh như Lâm Nhất, sở hữu kiếm ý có 102 trên con đường thông thiên cũng mệnh treo ngọn tóc trong tay tam đại giới tử. Kết quả của những yêu nghiệt khác cũng chẳng khá hơn là bao, vừa gặp được cơ duyên sẽ lập tức bị cướp đi, hoàn toàn không có khả năng để phát triển. Những thiên lộ khác lại khác, không có giới tử đè đầu cưỡi cổ, những anh tài ở hạ giới đều có cơ duyên của mình. Họ phát triển đến giờ, hoàn toàn có được thực lực chống lại giới tử, thậm chí còn mạnh hơn. Một khi thiên tài thật sự được phát triển, họ sẽ lộ ra tiềm năng kinh người. Các tông môn siêu cấp sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giành giật họ. Các anh tài hội tụ tại Thánh Tuyền Linh Trì trên thiên lộ thứ 9, ngoài các giới tử ra thì chẳng còn yêu nghiệt nào khác. Đây cũng không phải là điều khó có thể chấp nhận với những trưởng lão của các tông môn siêu cấp. Dù sao, của cải của các giới tử trong chiến giới cũng cực kỳ hùng hậu, lại rèn luyện một đợt trên con đường thông thiên, nếu thu vào cũng có thể tăng lên thực lực của tông môn. Dưới bảo kính, có trưởng lão kết ấn, mở ra cấm chế nào đó trong Thánh Tuyền Linh Trì. Soạt, Thánh Tuyền Linh Trì mênh mông bát ngát thoáng chốc tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta hoa mắt, ánh sáng nhật nguyệt dập dờn. Cả bầu trời như in lên mặt hồ. Cấm chế trong Thánh Tuyền Linh Trì đã được giải, các người có thể luyện hóa bao nhiêu trong 3 ngày đều tùy vào tạo hóa của mỗi người. 3 ngày sau, trận chiến cuối cùng sẽ chính thức bắt đầu, những ai trong top 10 đều sẽ nhận được một linh quả Thánh Tuyền, ai đứng đầu bảng sẽ nhận được một thánh quả 9 lá. Còn những người có biểu hiện nổi trội khác, vẫn có cơ hội tiến vào tông môn của chúng ta. Trên không vang lên một giọng nói khiến những anh tài kiệt xuất tụ tập trên núi hết sức kích động, rốt cuộc trận chiến cuối cùng trong cuộc tranh tài vạn giới cũng diễn ra. Có thể đến Côn Luân gia nhập vào tông môn siêu cấp là ước mơ hằng mong mỏi của họ. Chỉ có giới tử của 10 phương chiến giới là mặt mày lạnh nhạt, bình tĩnh không chút dao động. Bọn họ biết rõ trận chiến cuối cùng này là sân chơi của mình, những anh tài kiệt xuất khác chỉ làm nền, thậm chí còn không được coi là bàn đạp cho họ nữa là... Chẳng qua chỉ là một đám con kiến thôi. Giới tử thần U cười lạnh, liếc mắt nhìn quanh, thấy được mấy bóng người trong đám anh tài dưới hạ giới. Lần lượt là La Chấn, Tần Lâm, Quân Mộng Trần và Trúc Thanh Sơn đến từ huyền hoàng giới. Họ đều gặp được cơ duyên và có tên trên bảng, nên không muốn bỏ qua cơ hội ngâm mình trong Thánh Tuyền Linh Trì. Trong mắt giới tử thần U lóe lên vẻ lạnh lẽo, đám người kia đúng là không coi hắn ta ra gì, biết mình thân với Lâm Nhất. Thế mà vẫn dám xuất hiện trước mặt hắn ta. Thú vị, đám người kia cũng đến à? Giới tử Huyền Long và Thiên Càn đứng hai bên trái phải hắn ta cũng phát hiện ra đám La Chấn. Không vội, 3 ngày sau sẽ khiến đám người kia biết thế nào là hối hận, cứ từ từ chơi với họ đã. Giới tử thần U cười khẩy, trong mắt lại toát ra sát khí làm người ta không rét mà run. Rắc! Sau một tiếng vang thanh thúy, cuối cùng cấm chế của Thánh Tuyền Linh Trì cũng mở ra. Linh khí cuồn cuộn hòa quyện cùng ánh sao tỏa sáng rực rỡ. Trên mặt hồ lập tức dâng lên một quang cảnh giống như mộng ảo, linh khí đậm đặc ập vào mặt, chỉ mới hít một hơi đã khiến cả người sảng khoái lỗ chân lông nở to. Trong người chảy qua một dòng nước ấm, chân nguyên cuồn cuộn trong khí hải lập tức sôi lên sùng sục. Thánh Tuyền Linh Trì. Mọi người giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kích động không thôi. Vèo, vèo, vèo. Không ngừng có tiếng xé gió vang lên. Vô số bóng người như thủy triều bay về phía mặt hồ. Đừng nhúc nhích. La Chấn vươn tay ngăn cản đám Tần Lâm và Quân Mộng Trần. Phụt. Chỉ thấy những người khác vừa bay lên không đã bị một uy áp vô hình đập xuống, có nhiều người còn hộc máu. Mọi người ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. 10 phương giới tử lẳng lặng đứng trên không, họ kiêu ngạo trắng trợn tỏa ra uy áp khủng bố. Ầm, ầm. Kẻ nào cũng tỏa ra khí thế và uy áp khủng bố ganh đua nhau, không ai nhường ai. Cả người tỏa ra ánh sáng kinh người,
khiến ánh mắt mọi người đau đớn trước vầng hào quang của họ. Bọn họ quá mạnh, trực tiếp đàn áp các anh tài kiệt xuất bay lên không xuống. So với giới tử thì khí thế của họ cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh lại. Đây là một sự âm thầm cảnh cáo, các giới tử công khai chính mình và cạnh tranh lẫn nhau, không cho bất cứ anh tài nào một cơ hội đến gần Thánh Tuyển Linh Trì. Hiện trường ồn ào nhốn nháo ban nãy lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người các giới tử. Bá đạo thật! Trong mắt Tần Lâm toát ra vẻ tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ vinh váo kênh kiệu của giới tử thần U thì không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói nhỏ thôi, đừng nói lung tung. La Chấn liếc hắn ta một cái, lạnh lùng nói. Tần Lâm bĩu môi, không phục cãi lại, ta cũng không có nói sai, nếu Lâm Nhất có mặt ở đây thì đâu tới lượt hắn ta vinh váo. Rõ ràng tên của Lâm Nhất vẫn còn trên bảng thông thiên, mà đi đâu cũng nói hắn đã chết, làm như Lâm Nhất thua trên tay hắn ta thật vậy. Tần Lâm bộc trực, nóng tính, có cái gì nói cái đó. Trong lòng hắn ta khó chịu không thôi, cực kỳ không phục. Giới tử chó má gì chứ, một đám kiêu căng ngạo mạn, coi họ như cỏ rác. Lúc ở trên cao nguyên Hoàng Sa đã gây hấn với họ, rõ ràng mình chưa làm gì sai mà đám người hầu đã vênh mặt lên không cho họ rời đi. Nếu mạnh thật thì không nói làm gì, không phục cũng phải phục. Nhưng đám người đó đều lần lượt bị Lâm Nhất đánh bại, dù tam đại giới tử bày ra sát trận ở thành Phong Lăng, dùng thủ đoạn hèn hạ, lấy một người con gái để uy hiếp hắn. Song kết quả vẫn bị Lâm Nhất quệ tung trời, thứ như giới tử cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi. Mạnh như thần U cũng bị Lâm Nhất tát bay trước mặt mọi người, loại người như vậy thì sao Tần Lâm phục được? La Trần im lặng không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong kim bảng trên bảo kính thông thiên, ngoài 10 phương giới tử ra thì cái tên của Lâm Nhất trông cực kỳ bắt mắt. Tên của hắn vẫn còn, chứng tỏ Lâm Nhất chưa chết. Nhưng ai cũng biết hắn không thể đến được. Cổng vào Thương Long cấm giới đã đóng, dù Lâm Nhất may mắn thoát ra khỏi vùng cấm được thì cả đời cũng sẽ bị nhốt trong đó mà thôi. Hắn ta và đám Tần Lâm thậm chí còn kiểm tra vài vòng xung quanh quảng trường thần điện, định tìm cách mở cổng ra lần nữa, cuối cùng đều công cốc. Đám người kia cực kỳ nhỏ nhen và thù dai, sau khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, chúng ta trực tiếp bỏ quyền đi. La Chấn cau mày, nhỏ giọng nói. Ta chỉ nói miệng vậy thôi, sẽ không quậy đâu. Tần Lâm thở dài, trong mắt lộ ra vẻ mất mát, dù cho có không phục cỡ nào cũng chỉ có thể nhịn. Thực lực của đám giới tử quá mạnh, đừng nói thần U, dù là Huyền Long hay Thiên Càn thì ai cũng có thể đè bẹp họ một cách dễ dàng. Tong! Mặt hồ nổi lên gợn sóng, 10 phương giới tử lần lượt hạ xuống Thánh Tuyển Linh Trì. Họ ngồi ở vị trí trung tâm, chiếm lấy chỗ tốt nhất trong hồ. Đợi đến khi 10 người hoàn toàn ngồi xuống, bắt đầu ngâm mình luyện hóa Thánh Tuyển Linh Trì thì những người bị họ đánh bay lúc trước mới bay lên trời. Vù! Vô số tiếng xé gió vang lên, từng bóng người cuộn cuộn hạ xuống. Đám La Chấn cũng bay lên, tìm một góc hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống chỉ lộ ra nửa người trên. Sắc mặt của họ lập tức thay đổi, trong mắt toát ra vẻ khó tin, bằng mắt thường có thể thấy tu vi của họ đang điên cuồng tăng lên. Nhưng nó cũng không dừng lại ở đó. Trong nước có rất nhiều đốm sáng màu vàng, khi chúng chui vào cơ thể, lập tức bị hấp thu. Mỗi tế bào trong người họ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, máu huyết, xương cốt đang trải qua một sự lột xác thần kỳ nào đó. Chỉ trong thoáng chốc, họ rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đã mạnh hơn khoảng 10%. Đây quả thật là một sự biến hóa cực kỳ khủng bố. Quả thật là khó tin. La Chấn giơ tay lên, nhìn sự thay đổi trong lòng bàn tay và cánh tay. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn ta từng nghe đòn Thánh Tuyển Linh chỉ có thể khiến con người ta thay ra đổi thịt. Nếu căn cơ vững chắc, còn có thể khiến bản thân mạnh hơn gấp đôi. Những đốm sáng vàng này hẳn là lễ vật đến từ Cửu Diệp Thánh Quả, nghe đồn Cửu Diệp Thánh Quả sinh trưởng tại nơi sâu nhất của Linh Trì. Ngàn năm chỉ có một chiếc lá mọc ra, đợi đến khi toàn bộ 9 chiếc lá mọc ra, quả mới có thể chín. Thánh Tuyển Linh chỉ có thể huyền diệu như thế là nhờ vào quả này. Chỉ là vùng rìa mà đã mạnh đến vậy, thử hỏi ở vị trí trung tâm Linh Trì sẽ khoa trương đến mức nào. La Chấn phóng mắt nhìn về phía 10 tên giới tử ở sâu trong hồ nước, bọn họ chiếm cứ khu vực có nhiều đốm sáng vàng nhất, hơn nữa xung quanh còn có một khoảng trống lớn, không ai dám đến gần. Không chỉ thế, còn có rất nhiều tôi tớ canh giữ bốn phía, phòng ngừa có người lén đến gần.
Tài nguyên khổng lồ nhất trong Thánh Tuyền Linh Trì đã bị 10 người này chiếm lấy, vị trí của bọn họ. Hiện tại chẳng qua là ăn chút cơm thừa canh cặn mà thôi. Nội tình của đám người này vốn đã đáng sợ, giờ lại chiếm lấy khu vực tốt nhất, không biết 3 ngày sau bọn họ sẽ mạnh đến mức nào nữa. Nghĩ đến đây, La Trấn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, dù Lâm Nhất có làm nên kỳ tích, ra khỏi Thương Long cấm giới thì trước khi trận chung kết bắt đầu, e rằng thực lực của hắn cũng khó mà so với nhóm giới tử, bởi lẽ diệu dụng mà Thánh Tuyền Linh chỉ mang đến quá mức đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác trong vòng 3 ngày ta có thể đột phá đến thiên phách tầng 5 đấy, trong mắt Tần Lâm ánh lên tia vui mừng, sắc mặt hắn ta vô cùng hưng phấn, đây là điều mà trước kia hắn ta không cách nào tưởng tượng nổi. Không chỉ hắn ta, những nhân tài kiệt xuất khác cũng rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, cả đám đều lộ vẻ hưng phấn khó tả. La Trấn thầm thở dài, chỉ cười mà không nói thêm gì. Sau khi cuồng nhiệt qua đi, Thánh Tuyền Linh Trì lại lần nữa quay về trạng thái yên tĩnh. Trên mặt hồ rộng lớn, mọi người đều nhắm chặt hai mắt, chăm chú luyện hóa từng đốm sáng vàng trong linh trì. Tuy nhiên, việc này lại không hề mỹ diệu như trong tưởng tượng, bởi vì suốt cả buổi mà vẫn chưa có ai mở mắt ra. Bọn họ ngao ngán nhận ra rằng, càng cách xa khu vực trung tâm thì đốm sáng vàng ẩn trong nước càng ít, ở vùng rìa, đốm sáng vàng thưa thớt đến độ đáng thương. Đã 2-3 canh giờ trôi qua mà bọn họ chỉ hấp thụ được tầm 10 đốm sáng vàng, cảm giác thực lực tăng trưởng ban đầu đã không còn nữa. 2 ngày sau đó, đại đa số nhân tài kiệt xuất có mặt tại đây đều mở hai mắt ra, trong nước gần như đã không còn đốm sáng vàng tồn tại. Thực lực bọn họ tăng lên khá nhiều, thậm chí có không ít người nhân cơ hội đột phá một tầng thiên kiếp, thực lực có sự tăng trưởng gấp 2 lần. Nhưng không ngoại lệ, trong mắt bọn họ đều lóe lên tia thất vọng, không khỏi liếm môi, bất đắc dĩ cùng nhìn về một hướng. Ở đằng kia, trung tâm của Thánh Tuyền Linh Trì, và cũng là nơi mà giới tử 10 phương đang chiếm giữ. Trên người đám người kia tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh, thậm chí trong không khí có thể lờ lờ thấy được rất nhiều đốm sáng vàng tồn tại. Khu vực trung tâm vẫn dồi dào dược lực như trước, vượt xa so với tưởng tượng của bọn họ. Đáng chết! Tần Lâm thấp giọng mắt, lộ vẻ khó chịu, hắn ta vừa khéo kẹt ở bình chướng thiên phách tầng 4 đỉnh phong. Chỉ còn chút nữa thôi là có thể phá vỡ bình chướng, thăng cấp lên thiên phách tầng 5. Nhưng đúng lúc này thì đốm sáng vàng trong nước đã biến mất khiến hy vọng phá vỡ bình chướng trong vòng 3 ngày của hắn ta xem như ngâm nước nóng. Trái lại, La Trấn có vẻ khá bình tĩnh, tâm tư hắn ta rất nhạy bén, nên đã sớm nhìn ra sự chênh lệch trong đó. Thánh Tuyền Linh Trì này quả thực phi phàm, chỉ 2 ngày ngắn ngủi mà thân thể bọn họ đã có sự biến hóa cực lớn, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Hắn ta cũng không quá để tâm đến việc tu vi tăng trưởng hay không. Thậm chí hắn ta còn cố ý áp chế tu vi, dùng những đốm sáng vàng kia vào việc lột xác. Ngoài ra, hắn ta cũng cảm ứng được trong hồ nước này có tồn tại một đạo vận nào đó, vô cùng mờ mịt nhưng quả thực có tồn tại. Trong nước dường như có bóng sáng vô hình chấn động, trong lúc chấn động, dường như hắn ta thoáng nghe thấy một ít âm thanh. Thật kỳ ảo, tựa như tiên âm. Có thể nói cửu diệp thánh quả là thuốc tiên vạn năm. Ngàn năm mới mọc ra một lá, thời gian dài như thế chắc chắn có ẩn chứa đại đạo chí cao trong trời đất. Đáng tiếc, nơi này là vùng rìa cho nên khả năng tham ngộ đạo vận chắc chắn không thể so sánh với giới tử. Soạt! Đúng lúc này, trên Thánh Tuyền Linh chỉ chợt vang lên những tiếng kinh hô. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy trên người của giới tử 10 phương bay lên từng luồng linh quang rực rỡ, quanh thân bọn họ không ngừng có dị tượng bộc phát. Ôi trời ơi! Bọn họ không chỉ lột xác về thân thể mà ngay cả ý chí võ đạo dường như cũng biến chất. Đám, thánh linh kia dường như đều sống lại. Không thể tưởng tượng nổi, sao bọn họ có thể làm được như vậy chứ? Mọi người quá mức sợ hãi, cả đám trợn trừng mắt mà nhìn. Ai cũng bị dị tượng trên người giới tử 10 phương dọa sợ, cảnh tượng trước mắt quá rung động, dị tượng trên người bọn họ ngày càng phóng đại, dường như tất cả sao trên trời đều đang tụ tập trên người bọn họ. Bên dưới bảo kính thông thiên, trưởng lão của các siêu cấp tông phái đều lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc thì giới tử 10 phương đều là những nhân tài có ngộ tính kinh người, biết được diệu dụng mà Thánh Tuyền Linh chỉ mang đến không chỉ ở tu vi và sự lột xác về thân thể. Lại nói, khi tìm hiểu đạo vận đủ lâu thì tu vi cũng sẽ đột phá. Oanh! Trời đất đột nhiên chấn động, một tia chớp xé toạt hư không, giới tử thần U mở mắt đầu tiên, trong mắt hắn ta bắn ra tinh quang. Duệ khí lan ra bốn phía. Tu vi của hắn ta tăng trưởng một cách điên cuồng,
Trước mắt bao người, hắn ta thăng cấp lên thiên phách tầng 6, khi thiên kiếp ngưng tụ, bên trong lôi vân có rất nhiều đóa hoa yêu mị động lòng người, trông cực kỳ bắt mắt. Chúng thoát ẩn thoát hiện, lộ vẻ kiều diễm động nhân. Hoa tinh ma. Sắc mặt mọi người thay đổi, nhịn không được hô lên một tiếng nghẹn ngào. Thoạt nhìn, có vẻ như hắn ta muốn hàng phục hoa tinh ma ngay trước mặt mọi người. Trong mắt giới tử thần u lóe lên duệ khí sắc bén, trong lòng hắn ta vẫn luôn có một vết sẹo, đó là Lâm Nhất hàng phục hoa tinh ma nhiều hơn hắn ta. Nếu không phải thế thì ngày đó, tên kia chắc chắn không thể dùng một bạt tai để đánh bay hắn ta được. Tám đóa. Đây chính là số lượng hoa tinh ma có trong cơ thể Lâm Nhất, ánh mắt giới tử thần u lóe sáng, hắn ta muốn một lần có thể biến số lượng hoa tinh ma trong cơ thể thành 9 đóa. Đến lúc đó, dù Lâm Nhất có may mắn rời khỏi Thương Long cấm giới thì hắn ta cũng có đủ tự tin có thể nghiền áp tên đó. Nỗi nhục ngày đó sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Khu vực Thương Long, quảng trường thần điện. Lâm Nhất đã luyện hóa được 20 giọt xương thần diệp, rốt cuộc hắn cũng đã vượt qua thiên kiếp thiên phách tầng 5 của mình, hiển nhiên, sự hung hiểm trong đó không cần phải bàn đến. Tuy nhiên, thu hoạch lần này khá là khả quan, ỷ vào nội tình ẩn trong giọt xương thần diệp. Hắn đã luyện hóa một mạch 7 đóa hoa tinh ma. Hiện tại, trong ngũ đại khí hải của hắn, mỗi một khí hải đều có 3 đóa hoa tinh ma đã lơ lửng trong trạng thái tĩnh lặng. Thời điểm những đóa hoa tinh ma kia thiêu đốt, chân nguyên sẽ tràn ngập khắp cơ thể hắn. Vô số hư ảnh cánh hoa từ trong cơ thể hắn lao ra, một đóa hoa tinh ma cũng để diễn hóa một biển hoa, 15 đóa hoa chính là 15 tầng biển hoa. Ầm ầm. 15 tầng biển hoa chất chồng lên nhau khiến uy áp trên người Lâm Nhất đạt đến tình trạng đáng sợ trước nay chưa từng có, khí tức của hắn vô cùng khủng bố đến mức không tưởng. Giữa biển hoa chất chồng lên nhau, trên người Lâm Nhất tỏa ra tầng tầng hào quang, nếu là người có tu vi không đủ thì e rằng khó mà thấy rõ dung mạo của hắn. Chỉ riêng về tu vi chân nguyên thì ta đã mạnh ít nhất gấp 5 lần so với khi ở thành Phong Lăng. Lâm Nhất thì thầm tự nói, ánh mắt hắn lóe sáng. Sâu trong mắt bắn ra duệ khí khiến hư không cũng phải run sợ. Ở thành Phong Lăng, sự mạnh mẽ mà Lâm Nhất bày ra chủ yếu là ở kiếm ý và võ học thánh linh. Còn tu vi chân nguyên của hắn lại không để lại ấn tượng quá sâu với mọi người. Trong mắt nhiều người, Lâm Nhất dựa vào kiếm ý nghịch thiên mới có thể chống lại chân nguyên của giới tử. Nhưng hiện tại, sau khi đã luyện hóa 20 giọt xương thần diệp, về nội tình, Lâm Nhất đã hoàn toàn đuổi kịp đám giới tử từ nhỏ được bồi dưỡng bởi vô số tài nguyên. Thậm chí còn hơn như vậy. Dù sao thì đây cũng là kỳ vật thiên địa được sản sinh ra từ quả thần huyết, dù rằng chỉ là giọt xương mà thôi nhưng sự huyền ảo trong đó cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ít nhất thì đủ loại diệu dụng mà giọt xương thần diệp mang đến hơn xa so với thánh tuyển linh trì mà đám giới tử đang ngâm mình. Bành, bành, bành. Giữa biển hoa trồng chất, Lâm Nhất tùy ý thi triển nhật diệu thần quyền và nguyệt diệu thần quyền, mỗi một quyền đều phát ra uy lực khủng bố hơn xa lúc trước. Hắn có thể thi triển một cách nhẹ nhàng, thuận buồm xuôi gió, chân nguyên rồi rào chỉ tiêu hao một lượng cực ít, như chín châu mất sợi lông mà thôi. Cả quảng trường thần điện không ngừng rung lắc bởi dư âm mà một quyền này mang đến, thậm chí, một vài kiến trúc cổ xưa bị chấn vỡ, xuất hiện vô số vết nứt. Thu. Sau khi đánh xong, Lâm Nhất cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không khỏi phát ra một tiếng quát khẽ. Biển hoa dày đặt tựa như tia chớp chui tọt vào cơ thể hắn. Thoáng cái, khí tức khủng bố trên người hắn đã biến mất tăm, giữa không trung, hắn bận một bộ thanh sam, lưng đeo hộp đựng kiếm, từng đường nét trên mặt vô cùng tuấn tú, không hề có một chút khuyết điểm nào. Càng nhìn càng lộ vẻ bất phàm, đặc biệt là hai hàng lông mày đầy khí phách, lộ ra khí khái hào hùng. Cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, Nguyệt Vi Vi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, thời điểm độ kiếp, Lâm Nhất mạnh mẽ hàng phục 7 đóa hoa tinh ma. Việc này thật sự rất hung hiểm, khiến tim nàng ta đập liên hồi, nó vẫn mãi treo ở cổ họng, không cách nào hạ xuống được. Mắt thấy Lâm Nhất đã có thể dễ dàng khống chế hoa tinh ma trong cơ thể, nàng ta bất giác nở nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Vèo! Lâm Nhất giẫm chân giữa hư không, chỉ một cái lắc mình đã đáp xuống trước mặt Nguyệt Vi Vi. Lâm ca ca, cảm giác như thế nào? Nguyệt Vi Vi chớp mắt, mỉm cười nói. Lâm Nhất nói khẽ. Mỗi khí hải thừa nhận 3 đóa hoa tinh ma đã là cực hạn của thân thể, trong truyền thuyết, cực cảnh chí cao trong cảnh giới thiên phách có thể gieo vào mỗi khí hải 7 đóa hoa tinh ma, điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Cực cảnh chí cao ư?
Ngay ở Đại Thế Côn Luân cũng hiếm có người đạt đến mức đó. Huống chi, đó cũng là chuyện ở Thiên Phách tầng 7, Nguyệt Phi Phi cười hì hì nói, Lâm ca ca đã lợi hại lắm rồi. Lâm Nhất mỉm cười không đáp. Hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, cực cảnh trí cao quá mức xa xăm, giờ nghĩ đến đó là việc phi thực tế. Tuy nhiên, lúc khen người khác, cô nàng yêu tinh này trông cực kỳ mê người, hai hàng mày xinh đẹp dương cao, mắt sáng như trăng rằm, cười rộ lên như hoa, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là sẽ bị mê đắm trong nụ cười đó, khó mà thoát ra được. Đi thôi. Lâm Nhất khẽ nói, cuối thiên lộ, trận chung kết, dù sao cũng phải đến tham gia cuộc vui này chứ. Hắn còn một câu chưa nói, đó là, có vài người. Cũng nên thu mạng rồi. Thánh Tuyển Linh Trì, khu vực trung tâm. Nhóm giới tử lần lượt mở mắt, mỗi một người đều toát lên khí tức khủng bố. Trước khi tiến vào Linh Trì, tu vi của bọn họ đã sớm đạt đến Thiên Phách tầng 5 đỉnh phong, thậm chí có thể thử đột phá nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, củng cố nội tình của cảnh giới này. Mục đích là để hậu tích bạc phát tại Thánh Tuyển Linh Trì, một bước lên mây, dùng Linh Trì làm kỳ ngộ, hòng hàng phục thật nhiều hoa tinh ma. Oanh, long, long, vòm trời, lôi vân hết đợt này đến đợt khác hội tụ, thỉnh thoảng, có tia chớp đáng sợ rạch phá nền trời, từng đóa hoa tinh ma kiều diễm, ướt át, tản ra mùi thơm lạ lùng làm say đắm lòng người lơ lửng rơi xuống. Đột nhiên, có tiếng nổ mạnh rung trời, khiến không gian cũng chấn động. Có hai đóa hoa tinh ma va vào nhau và lập tức phát nổ, ánh lửa sáng chói tỏa ra khắp bốn phía, khiến cho ánh sáng từ tia chớp cũng trở nên mờ mịt. Khí tức khủng bố bùng nổ, biển lửa mọc thành từng mảng, thiêu đốt hư không, cảnh tượng kia khiến đám người vây xem không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hoa tinh ma. Nhân tài kiệt xuất Thiên Phách tầng 5 tầm thường chỉ cần đụng một cái e rằng sẽ bị hoa tinh ma thiêu thành cho. Giờ phút này, vô số hoa tinh ma rơi xuống, những giới tử bất phàm có diện mạo phong hoa tuyệt đại kia đang dùng phong thái vô địch lấy cứng trọi cứng với uy áp của những đóa hoa tinh ma này. Còn chưa hết, bọn họ đang hàng phục những đóa hoa này, hòng gieo chúng vào khí hải của chính mình. Hành động của bọn họ khiến người xem trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dần. Thật là đáng sợ. Việc này quả thật không cách nào tưởng tượng được. Bên ngoài khu vực trung tâm, mọi người yên lặng dõi mắt nhìn về phía giới tử mười phương đang tranh đấu với trời, ánh mắt bọn họ lóe lên tia tuyệt vọng, ngay cả sắc mặt cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Giới tử mười phương đã sớm có lời, tại thiên lộ thứ 9 này, ngoại trừ giới tử, tất cả mọi người đều là đá kê chân, vốn không có tư cách tham dự trận chung kết. Dù có tham dự thì cũng không thể tạo nên bất kỳ gợn sóng nào, trước mặt giới tử. Bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đặc biệt là đám người giới tử thần U, bọn họ đã ngăn chặn đường đi tại cao nguyên Hoàng Sa và hết lời miệt thị những nhân tài kiệt xuất muốn đến thành tứ tượng. Không một ai phục. Nhưng hiện tại, nhìn thấy dị tượng rung động bực này, bọn họ có không phục như thế nào đi nữa cũng cảm thấy rất vô lực. Đám người này cũng, mạnh mẽ quá đi thôi. Tần Lâm lộ vẻ đắng chát, môi hắn ta tái nhợt, lúc trước, hắn ta rất không phục giới tử thần U. Bởi lẽ đối phương rất ngông cuồng và vô liêm sỉ, có vô vàn điều khiến hắn ta không phục, nhưng bây giờ, hắn ta cũng không có quá nhiều tính tình. Hiện tại, hắn ta thật sự không nói nên lời, nếu Lâm Nhất còn thì cũng khó mà nói được. Thậm chí, hắn ta bắt đầu nghĩ đến việc, nếu Lâm Nhất may mắn trốn thoát thì tốt nhất đừng đến cuối thiên lộ. Sau khi ngâm Thánh Tuyển Linh Trì, thực lực của đám giới tử này quá mức mạnh mẽ, tuyệt nhiên không chỉ thoát thai hoán cốt ở thân thể. Mà khí chất của bọn họ cũng đã có sự biến hóa cực kỳ rõ rệt. Duệ khí trên người bọn họ mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng, không phải loại tuyệt vọng khi không thể thắng được, mà là cảm giác tuyệt vọng khi không cách nào lường được. Bọn họ chỉ biết đơn thuần biết giới tử rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào thì lại hoàn toàn không tính ra được. Sự chênh lệch thực lực kiểu này thật sự khiến người ta cảm thấy vô lực. Trong lúc đó, một đóa hoa tinh ma đã bị giới tử thần U hàng phục. Hóa thành hình dáng trong suốt chui vào cơ thể hắn ta. Một khắc sau, luồng sáng chói mắt từ trong cơ thể hắn ta bắn ra, khí tức trên người hắn ta điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thoáng chốc đã đạt đến tình trạng cực kỳ khoa trương. Vậy mà lại thành công, đây đã là đóa thứ 6 rồi đúng không? Cộng thêm 4 đóa hoa tinh ma trước đó trong cơ thể hắn ta, hẳn là ở khí hải của giới tử thần U đã gieo vào được 10 đóa hoa. Xem ra ngày đó thua trong tay Lâm Nhất đã tạo thành đả kích cực lớn đối với hắn ra, xem chừng, trong khoảng thời gian này hắn ta đã luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo.
thực lực thế này thì dù là đụng độ với Lâm Nhất cũng có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Ha ha, xem ra cơn giận của giới tử thần U có thể xả ra được rồi, vừa nãy suýt nữa qua không được, coi như hắn ta dùng mệnh của mình để mà tranh. Quá trình hàng phục hoa tinh ma cực kỳ hung hiểm, giới tử thần U hàng phục một mạch đến đóa thứ năm, coi như là đã đến cực hạn, nhưng hắn ta vẫn còn nghẹn một hơi, nên đã mạo hiểm đi hàng phục đóa hoa tinh ma thứ sáu. Có rất nhiều người cho rằng hắn ta sẽ thất bại, nhưng hiện thực đã giúp hắn ta chứng minh bản thân trước mặt mọi người, giới tử thần U đã mạnh mẽ hàng phục được đóa hoa tinh ma thứ sáu. Oanh! Đến khi hào quang tan hết, giới tử thần U bật cười khoái chí, vẻ mặt hắn ta vô cùng phấn khích, tràn đầy sự điên cuồng. Thành công! 10 đóa hoa tinh ma, đại đột phá trước nay chưa từng có. Hắn ta nhìn một lượt các giới tử còn lại, trong mắt lộ vẻ ngông cuồng và ngạo mạn, khiến những người này cảm thấy có chút áp lực. Ngay cả giới tử đế vũ vẫn luôn im lặng, không lên tiếng cũng không khỏi liếc nhìn hắn ta. Giới tử thần U đứng hiên ngang, cười khẩy không thôi. Trước khi tiến vào thánh tuyển linh trì, hắn ta đã uống một cây thánh dược ngàn năm. Đám người này không đủ tư cách so với hắn ta, tại trận chung kết, vị trí đầu bảng không phải của hắn ta thì không thể là của ai khác. Hắn ta ngẩng đầu nhìn bảo kính thông thiên treo lơ lửng giữa trời sao, một cái tên phát ra ánh sáng vàng chói mắt rất dễ nhìn thấy. Đứng đầu kim bảng Lâm Nhất. Cái tên này quá mức chướng mắt, dù không muốn chú ý thì hắn ta cũng không thể nào phớt lờ được. Sau trận chiến tại thành Phong Lăng, tên của người này đã được xếp trước giới tử mười phương. Tuy nói bảng thông thiên chỉ xếp hạng đại khái mà thôi, nếu hoàn toàn chính xác thì cũng không cần cử hành trận chung kết làm gì. Nhưng tên Lâm Nhất đặt phía trước lại khiến hắn ta cảm thấy vô cùng khó chịu, không cách nào chấp hận nổi. Quan trọng hơn chính là tên của hắn vẫn còn đó, có nghĩa là Lâm Nhất bị vây trong Thương Long cấm giới vẫn chưa chết. Hắn vẫn sống êm đẹp. Điều này chẳng khác nào làm bẽ mặt hắn ta. Bởi lẽ trước đó hắn ta từng nói với mọi người rằng Lâm Nhất đã chết rồi, cho đến khi về thành tứ tượng, hắn ta chỉ biết chết lặng. Tên của tên này đúng là chướng mắt. Sau khi luyện hóa năm đóa hoa tinh ma, hai đại giới tử là Huyền Long và Thiên Càn không tiếp tục đọ sức nữa, mà đứng dậy đi đến bên cạnh giới tử thần U. Dù có chướng mắt thế nào thì bị nhốt trong Thương Long cấm giới cũng chỉ có một con đường chết, giới tử Thiên Càn lạnh lùng nói. Hiện tại, thực lực của mấy người họ đã tăng gấp hơn 2 lần, thực tế, thực lực của giới tử thần U càng đạt đến tình trạng sâu không lường được. Nếu không có gì sơ suất, trận chung kết lần này, vị trí đầu bảng chỉ có thể là hắn ta, những người khác còn kém quá xa. Giới tử thần U cười ngạo nghễ, giọng hắn ta lạnh lùng, ta cũng rất hy vọng hắn có thể đến, ngày đó, hắn bị ta đuổi giết như chó, phải trốn vào cấm khu Thương Long, trận chiến ấy vẫn đánh chưa đã ghiền. Những lời này khiến những giới tử còn lại lộ vẻ khác thường, không khỏi nở nụ cười sâu xa. Vừa gieo được 10 đóa hoa tinh ma mà đã ngông cuồng đến tận trời rồi, ngày đó rõ ràng hắn ta bị đánh đến nửa sống nửa chết, vậy mà còn dám nói không đã ghiền. Chẳng lẽ bị tát chưa đã ghiền? Tuy nhiên, trận chung kết sắp đến, không ai thèm đấu võ mồm với hắn ta làm gì, bọn họ đều chẳng muốn nhiều lời. Hai canh giờ sau, giữa trời sao, âm thanh già nua lại lần nữa vang lên. Đã đến giờ, những người muốn tham gia trận chung kết mời lưu lại, ai không muốn có thể rời đi ngay lúc này. Theo như tổ huấn, trận chung kết bất luận sinh tử. Đương nhiên, nếu có người chủ động nhận thua thì phe thắng không thể ra tay với người thua, chư vị hãy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định. Tiếng nói vừa dứt, trong thánh tuyển linh chỉ lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Tuy đã sớm đoán được trận chung kết có thể sẽ không có quy định về hạn cuối. Nhưng nói thẳng ra như vậy lại khiến người nghe không khỏi chấn động. Một khi không cách nào nói lời nhận thua thì rất có thể sẽ phải chết ở chỗ này, bất kể là ai cũng phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Đao kiếm không có mắt, quyền cước vốn vô tình. Trận chung kết cần phải phân ra cao thấp, chắc chắn không tránh khỏi chuyện tử vong, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ phải bỏ mạng. Lời của trưởng lão tông phái siêu cấp từ trời sao vọng xuống. Cũng không phải chuyện không dự đoán trước được. Đã có người sớm giác ngộ nên bất động, nhưng đại đa số người vẫn khó có thể dằn xuống cơn sóng trong lòng, dù sao thì thời gian qua, bọn họ đã gặt hái được những lợi ích không tưởng tại thánh tuyển linh trì. Dù so ra thì kém hơn số lẻ của giới tử mười phương, nhưng đối với bọn họ vẫn là sự biến hóa có thể xem như thoát thai hoán cốt. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người, dù là người có thực lực kém nhất, thì cũng tiến bộ ít nhất là gấp đôi.
Chưa kể, trong cơ thể bọn họ còn ẩn chứa rất nhiều linh tính chưa luyện hóa, tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn vận dụng hết. Nếu bỏ mạng tại trận chung kết thì cũng quá đáng tiếc. Nhưng nếu cứ thể bỏ quyền, từ bỏ cơ hội giáng xuống đại thế thì với nhiều người mà nói, thật khó mà chấp nhận được. Bất kể suy nghĩ trong đầu những người này là như thế nào, âm thanh từ trời sao lại lần nữa vọng xuống, ông lão dưới bảo kính thông thiên trầm ngâm nói, quy tắc trận chung kết lần này cũng khá đơn giản, nửa canh giờ sau, ở đáy ao vạn trượng của Thánh Tuyển Linh Trì, cửu diệp thánh quả sẽ hoàn toàn chín. Mỗi lá 1.000 năm, hoa nở 9.000 năm, trong 9.000 năm này, hương hoa tích góp từng chút một, ngưng tụ thành thiên hương thánh dịch. Từ thời điểm hương hoa tỏa ra cho đến khi hương hoa tan mất, xếp hạng trong trận chung kết sẽ được quyết định bởi số lượng thiên hương thánh dịch thu thập được. Quy tắc rất đơn giản, mọi người lập tức hiểu ra. Ai có thể thu thập được nhiều thiên hương thánh dịch nhất thì đó chính là người đầu bảng, nhưng trong quá trình thu thập tất nhiên sẽ xảy ra giao tranh kịch liệt, bất kể là vì tranh vị trí đầu bảng hay khiến các trưởng lão ở trời sao nhìn mình bằng con mắt khác thì tất cả mọi người cũng sẽ dốc toàn lực để đoạt cho bằng được thiên hương thánh dịch. Đương nhiên, khoảnh khắc hương hoa vừa tỏa ra, ắt sẽ bùng nổ một trận chiến cực kỳ tàn khốc và đẫm máu. Tiếng xôn xao tại hiện trường bỗng trở nên nhỏ hơn trước rất nhiều, những người vốn muốn từ bỏ quyền cũng lộ vẻ do dự. Dù muốn bỏ quyền cũng có thể đợi đoạt được một ít thiên hương thánh dịch rồi hẵng bỏ, hiện tại rời đi thì chẳng thể đạt được gì cả. Một lá 1.000 năm, hoa nở 9.000 năm. Chắc chắn thiên hương thánh dịch sẽ khác hẳn so với một vài đốm sáng vàng trong linh trì, hiển nhiên, nó quý hiếm gấp bội lần. Chỉ cần tiện tay đoạt được một giọt thì cũng xem như chuyến này đến không uổng. La đại ca, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tần Lâm, La Mộng Trần, kể cả Phương Thiếu Vũ và Trúc Thanh Sơn của Huyền Hoàng giới cũng hướng mắt về phía La Trấn. Hiện tại, nhóm bọn họ đã xem La Trấn là người cầm đầu. Ánh mắt La Trấn lóe sáng, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn ta. Hiển nhiên, bọn Tần Lâm cũng động lòng với thiên hương thánh dịch. Muốn ở lại Thánh Tuyển Linh Trì để tham dự trận chiến cuối cùng. Hương hoa của cửu diệp thánh quả dung hợp cùng Thánh Tuyển Linh Trì tạo thành thánh dịch, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có tác dụng phi phàm. Có điều, La Trấn lại cảm thấy rất do dự, sâu trong lòng hắn ta vẫn luôn có cảm giác bất an. Bỏ quyền đi thôi, trận chung kết này vốn là vũng nước đục, với tính cách của giới tử thần U thì chưa chắc sẽ buông tha cho chúng ta. Hồi lâu sau, La Trấn tỉnh táo nói. Vài ngày trước, hắn ta cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ rét lạnh, ba ngày qua, tuy không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác đó vẫn không hề phai nhạt. Mấy người Tần Lâm cũng không quá rối rắm về việc này, nếu đã xem La Trấn là người cầm đầu thì đương nhiên tất cả đều nghe theo hắn ta. Sau khi biết được chuyện thiên hương thánh dịch xuất thế, hầu hết mọi người vốn đang do dự đều quyết định lưu lại tham chiến, nên chuyện đoàn La Trấn bỏ quyền rất dễ đưa đến chú ý. Từ mặt hồ bao la, đoán người thi triển thân pháp bay lên bờ. Lên bờ có nghĩa là bỏ quyền, lưu lại là tham chiến, quy tắc là vậy. Cứ thế bỏ quyền sao? Thực lực của nhóm La Trấn, không lẽ? La Trấn, Tần Lâm và cả quân Mộng Trần hẳn là đều có thực lực trước 20 trong tử bảng. Thậm chí La Trấn còn có khả năng tiến vào bảng 10. Hắn ta cứ thể từ bỏ cơ hội gia nhập tông phái siêu cấp ư. Ha ha, giờ không đi, chả lẽ ở lại chờ chết? Có ai mà không biết hắn ta có quan hệ thân thiết với Lâm Nhất? Lúc trước, tại thành Tứ Tượng, chính hắn ta đã giúp Lâm Nhất thu mua chân long thánh dịch và đan huyết diễm đấy. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải thế? Đối nghịch với chiến giới thì khác nào tìm chết cơ chứ? La Trấn cũng không phải hạng người vô danh, cho nên hành động của hắn ta lập tức khiến nhiều người chú ý. Ban đầu, mọi người còn hơi kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc. Tất cả đã nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Giờ không đi, đợi đến khi trận chung kết bắt đầu, với tính cách của giới tử thần U, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho những người có quan hệ tốt với Lâm Nhất. Dù sao thì tên của Lâm Nhất vẫn còn đang treo ở đầu kim bảng, sao giới tử thần U có thể nuốt trôi cơn giận này cho được. Đến rồi. Chỉ vài nhịp thở, La Trấn đã lên đến bờ. Hắn ta khẽ thở ra một hơi, những người còn lại cũng nhanh chóng đáp xuống. Nhưng khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chợt đánh úp đến khiến sắc mặt hắn ta kịch biến. Vèo! Một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn trước mặt mấy người La Trấn. Kế đó, hắn ta quay người, lạnh lùng nói, muốn đi. Đối nghịch với giới tử thần U của chúng ta mà còn muốn sống rời đi à, cũng quá ngây thơ rồi đấy.
sắc mặt hắn ta âm u, trong mắt dấy lên sát ý kinh người, uy áp hùng hậu cũng lập tức bùng nổ. Phốc thử. Khi luồng uy áp này giáng xuống, ngoài La Trấn, những người còn lại đều hộc máu ngay tại chỗ. Sắc mặt bọn họ thoáng cái trắng bệch, cả người run lên bần bật. La Trấn vẫn đứng vững trước luồng uy áp kia, gằn giọng nói, giới tử thần U, chúng ta đã từ bỏ quyền, người muốn đuổi tận giết tuyệt à. Trong mắt giới tử thần U lóe lên tia đùa cợt, hắn ta cười khẩy nói, người cũng không cần phải lớn tiếng như vậy, nếu đã bỏ quyền, những trưởng lão kia cũng chẳng để tâm đến ngươi nữa đâu. Ngày đó, trong thành tứ tượng, người dám giúp Lâm Nhất đối nghịch với ta, hiện tại không dám nhận à. Sắc mặt La Trấn thay đổi, cắn răng nói, ta nhận, một mình làm, một mình nhận, thả bọn họ đi. Ha 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 ha, tốt, ta thích người thẳng thắn như vậy đấy, vậy thì quỳ xuống cho ta. Giới tử thần U cười lớn, thoáng chốc hắn ta đã xuất hiện trước mặt La Trấn cứ như thuấn gì vậy, rồi đột ngột ra tay. Thực lực của hắn ta hiện tại quá mạnh, rất nhiều người ở đây hoàn toàn không thấy rõ. Hắn ta nâng tay lên, cứ như núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đấy, khuấy đảo phong vân. Đến khi một trưởng kia rơi xuống, vừa khéo vỗ thẳng lên đỉnh đầu La Trấn. La Trấn hộc máu ngay tại chỗ, xương đầu gối hắn ta vang lên tiếng vỡ vụn, hai chân mềm nhũn, cứ thế quỳ xuống đất. Sự việc đột biến xảy ra trong một khoảnh khắc với tốc độ ánh sáng, đến khi mọi người kịp bừng tỉnh thì không khỏi chấn động. Trên người giới tử thần U bộc phát một luồng sáng âm u, tóc dài bay múa trong gió, gương mặt lạnh lùng của hắn ta toát lên vẻ kiêu ngạo trước nay chưa từng có. La đại ca, nhóm Tần Lâm cuống lên. Giới tử thần U từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ khinh thường, giọng hắn ta lạnh lùng, còn một chân nữa, là muốn ta ra tay hay ngươi tự làm? La Trấn quỳ trên mặt đất, sắc mặt hắn ta vô cùng khó chịu, giơ tay ra hiệu những người khác đừng vọng động, rồi trầm giọng nói, một mình ta làm, một mình ta chịu, ta quỳ. Bịch, một chân còn lại của hắn ta chủ động quỳ xuống, nhóm Tần Lâm giận không thể tả. Cả đám nhìn về phía giới tử thần U bằng ánh mắt phẫn nộ. Nhìn đến cảnh này, những người trong Thánh Tuyền Linh Trì đều âm thầm lắc đầu, quá thảm. Dưới gối nam nhân là vàng, rất nhiều người bằng lòng chết cũng không chịu được nỗi nhục như vậy. Vì mấy người Tầm Lâm và Trúc Thanh Sơn, La Trấn lại phải nhịn xuống cơn giận này. Không ai dám lên tiếng, trước kia, bọn họ đã không thể trêu vào giới tử thần U, hiện tại, đối phương đã đột phá đến thiên phách tầng 6. Trong khí hải lại gieo xuống 10 đóa hoa tinh ma, thực lực của người này đã mạnh đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng rồi. Ngoại trừ ngước nhìn thì bọn họ không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Giới tử điện hạ, Lạc Mỗ không nên đối nghịch cùng ngài, ta sai rồi, ngài có thể thả bọn họ đi được không? La Trấn vẫn không thay đổi sắc mặt, nói từng chữ một. Thái độ hèn mọn như hạt bụi, biểu hiện chẳng khác nào con sâu cái kiến của hắn ta khiến nhiều người ở đây không khỏi thay đổi sắc mặt. Bốp tương đương. Nhưng không ngờ giới tử thần U lại thẳng tay tát vào mặt La Trấn. Cái tát vang dội khiến rất nhiều người giật mình kinh hãi, vô số ánh mắt không dám tin hướng về phía giới tử thần U. Việc này, cũng không khỏi quá độc ác. Ngươi biết sai rồi à, vậy bổn công tử đánh ngươi một bạt tai cũng không tính là quá đáng, đúng không? Giới tử thần U cười khẩy, nói với giọng điệu hùng hổ dọa người. La Trấn phun ra một ngụm máu, trong máu vẫn còn lẫn mảnh răng vỡ. Mắt hắn ta răng kín tơ máu, nắm tay siết chặt, nhưng chốc lát lại buông lỏng. Trong lòng hắn ta có lửa giận ngập trời, nhưng hắn ta không nhịn không được. Hắn ta vốn là người đã nhận định thì sẽ theo đến cùng. Lâm Nhất đã cứu mạng hắn ta nợ đối phương. Hôm nay, tuy hắn ta có thể liều chết, nhưng các huynh đệ đang ở đây, hơn nữa, bạn cũ của Lâm Nhất tại Huyền Hoàng giới cũng ở đây, vì thế, hắn ta không thể chết được. Không quá đáng. Giới tử đánh hay, giới tử cứ đánh một mình ta là được, thả bằng hữu của ta được không? La Trấn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nói. Bốp tương đương. Vừa dứt lời, giới tử thần U lại tát thêm một cái nữa, hắn ta cười hì hì nói, hóa ra ngươi cũng hèn mọn như thế, đánh ngươi mà ngươi còn khen tốt, vậy thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Bốp tương đương, bốp tương đương, bốp tương đương, bốp tương đương. Tiếng tát tay vang dội không ngừng vang lên. Mấy cái tát rơi trên mặt La Trấn khiến mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Quá độc ác. Giới tử thần U chắc hẳn đã chút cơn giận đối với Lâm Nhất lên người La Trấn, thái độ này có hơi. Vô sỉ một chút. Vô liêm sỉ, ta liều mạng cùng ngươi.
mấy người Tần Lâm và Trúc Thanh Sơn máu nóng sôi trào, cả bọn giận tím mặt, đầu óc trống rỗng, lúc này, bọn họ đã không nhịn được nữa, lần lượt bay vọt lên, ra tay với giới tử thần U. Ha ha ha, La Trấn, không nên trách ta, một đám kiến hôi dám ra tay với ta, sao ta có thể nhịn được? Trong mắt giới tử thần U lóe lên tia độc ác, hắn ta cười khoái chí, sau đó hùng hổ ra tay. Thực lực chênh lệch quá xa, mấy người Tần Lâm còn chưa đến gần đã bị một trường cách không của hắn ta đánh văng. Mọi người lập tức hộc máu, cả đám bay ngược ra ngoài, lại lần nữa rơi xuống Thánh Tuyển Linh Trì. Ngươi đánh ta này! La Trấn giật mình hoàn hồi, lồm cồm bò dậy. Cút! Giới tử thần U đá ra một cước như tia chớp làm vỡ xương sườn La Trấn, đồng thời cũng đá hắn ta văng xuống Thánh Tuyển Linh Trì. Một bầy kiến hôi, tưởng rằng ta sẽ tha cho các ngươi à? Sắc mặt giới tử thần U lạnh như băng, sát khí bùng lên, hắn ta bước từng bước một về phía Thánh Tuyển Linh Trì. Mãi cho đến lúc này, những người khác mới giật mình sực tỉnh, giới tử thần U vốn chỉ trêu cợt La Trấn mà thôi, hắn ta vốn không định cho đám người này đường sống. Từ đầu đến cuối, mục đích của hắn ta là dồn mấy người này vào đường cùng, sau đó giết chết bọn họ trước khi trận chung kết bắt đầu. Mọi người không khỏi sởn gai ốc, không rét mà run, quả nhiên đúng như trong truyền thuyết. Giới tử thần U là kẻ lòng dạ ngoan độc, có thù tất báo. Hắn ta đã là giới tử, rõ ràng thực lực mạnh đến mức đáng sợ, có thể nói không cùng một tầng lớp với những người này, vậy mà hắn ta vẫn cố chấp ra tay, thủ đoạn bực này quả thực khiến lòng người rét lạnh. Hôm nay không ai cứu được các ngươi, đối nghịch cùng ta chỉ có một kết cục. Thân hình giới tử thần U chợt lóe, thoáng cái đã rơi xuống Thánh Tuyển Linh Trì. Hắn ta dùng vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững nhìn đám người La Trấn. Hừ, giết chúng ta thì thế nào? Giết chúng ta cũng không thay đổi được sự thật ngươi đã từng bị Lâm Nhất tát. Giới tử gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là chó má mà thôi. Nếu Lâm huynh đệ ở đây, ngươi ngay cả một ngón tay cũng không so được. Tần Lâm trợn mắt nhìn đối phương, lạnh giọng mỉa mai. Giới tử thần U hừ lạnh, Lâm Nhất, một tên tiện chủng hạ giới mà thôi, đã bị ta đuổi đến Thương Long cấm giới hệt như một con chó, khoan hãy nói chuyện hắn sẽ chết già trong đó. Cho dù hắn có thật sự thoát ra được thì trước mặt ta cũng chẳng khác nào một con chó. Thật vô sỉ, Tần Lâm cười khẩy, nếu không phải biết rõ mọi chuyện, thật sự sẽ nghĩ ngươi đúng đấy. Không biết sống chết. Trong mắt giới tử thần U lóe lên tia sắc lạnh, miệng tên này đúng là nát mà, cứ liên tục đề cập đến Lâm Nhất. Thịch, thịch, thịch. Hắn ta bước đến gần, nhưng vừa định ra tay thì La Trấn đã lao đến ngăn trước mặt, nhìn chằm chằm vào giới tử thần U. Muốn đụng đến hắn thì bước qua xác ta trước đã. Đồ phế vật, xem ra vừa nãy ngươi còn chưa bị tát đủ, được, ta sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi. Giới tử thần U bị ánh mắt của La Trấn làm khựng lại trong chốc lát, hắn ta thẹn quá hóa giận, âm U nói. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, một tia chớp đỏ như máu từ đỉnh núi xẹt qua, trong ánh chớp là một bóng người vác hộp đựng kiếm trên lưng. Hai tay hắn ta dang rộng, từ vòm trời lao nhanh xuống. Ngay khi tia chớp màu máu tràn ngập khí tức cuồng bạo long trời lở đất xẹt qua không trung, cả bầu trời lập tức chấn động, mặt hồ Thánh Tuyển Linh Trì rộng lớn cũng nổi lên gợn sóng. Bù, bù. Mặt hồ chấn động khiến cho vô số người chú ý, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía trước. Bấy giờ mọi người mới kinh ngạc phát hiện đó hoàn toàn không phải là sấm sét gì hết, mà là một con ngựa huyết long. Tốc độ của nó quá nhanh, mới khiến người ta sinh ra ảo giác là tia chớp. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là bóng người rơi xuống trong tia chớp kia trông khá quen mắt. Người đến mặc một bộ trường bào màu xanh, lưng đeo hộp kiếm, gương mặt anh tuấn, kiếm ý ngọc ngà cuồn cuộn phóng thẳng lên không giống như một vị tiên giáng trần. Vậy mà giữa trán lại có một dấu ấn màu tím kỳ bí như yêu, lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, tràn ngập sự sắc bén. Lâm Nhất, mọi người trên Thánh Tuyển Linh chỉ hoảng sợ, sau khi hoàn hồn lại lập tức xôn xao. Hết tiếng hô kinh ngạc này đến tiếng hô kinh ngạc khác vang lên. Thậm chí chín đại giới tử khác cũng âm thầm chấn động, không khỏi nhìn về phía hắn. Công tử Táng Hoa Lâm Nhất. Sao hắn có thể xuất hiện ở đây được, rõ ràng bị nhốt trong Thương Long cấm giới, cổng vào cũng đã sập từ lâu rồi mà. Dù trưởng lão trong tông môn siêu cấp có muốn ra tay cứu, cũng chẳng thể dùng sức mạnh mở cổng vào ra được. Đây quả thật là một điều khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Dưới bảo kính thông thiên trên trời,
những trưởng lão của các tông môn siêu cấp thấy Lâm Nhất xuất hiện đều sáng mắt lên, mừng rỡ như điên. Tên nhóc kia quả nhiên có số mệnh lớn trên người, thế mà cũng có thể thoát ra được. Tuyệt, tuyệt thật. Có thể chạy tới kịp, trận chiến cuối cùng này cũng coi như không có gì phải tiếc nuối. Kha kha, đừng ai tranh với ta, ta chắc chắn phải lôi tên nhóc này về môn phái của mình. Hừ hừ, tuy Lôi Tông được coi là môn phái mạnh nhất hoang cổ vực, nhưng người ta là học kiếm. Vẫn nên đến Phi Tuyết Sơn Trang của ta thì hợp lý hơn. Nếu xét về mặt kiếm đạo thì ai dám so với Phi Tuyết Sơn Trang? Cơ thể của tên nhóc kia khá ghê, đến Thiên La Tông của ta cũng được đấy. Một đám trưởng lão của các tông môn siêu cấp thấy Lâm Nhất xuất hiện đều phấn khích không thôi. Chỉ có một người là vẻ mặt âm u không nói gì, người đó chính là trưởng lão Kim Tuyệt của Huyền Thiên Tông. Hắn chết hay sống còn chưa chắc, các vị tranh nhau như thế, cuối cùng giành được một cái xác thì còn gì thú vị nữa, trưởng lão Kim Tuyệt mỉm cười bâng quơ nói. Mấy trưởng lão khác nghe vậy thì kinh ngạc, lập tức ngầm hiểu, trưởng lão Kim Tuyệt kia khá là thân với thế gia thánh giả của chiến giới thần U. Lâm Nhất có thù oán với giới tử thần U, đương nhiên bị ông ta ghét, thậm chí còn muốn giết hắn ấy chứ. Giờ trong hoang cổ vực này, Huyền Thiên Tông cứ như mặt trời ban trưa, có thể nói là một ông lớn trong vùng. Những trưởng lão của các tông môn khác chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng đều đang tính toán, Huyền Thiên Tông vẫn chưa thể một tay che trời ở hoang cổ vực, nếu Lâm Nhất muốn gia nhập vào môn phái của họ thì chỉ một tên trưởng lão Kim Tuyệt thôi vẫn chưa nhằm nhò gì. Nhưng mặt ngoài, họ cũng không cần thiết phải xảy ra xung đột với ông ta. Ngay khi mấy tên trưởng lão đang thảo luận với nhau, trên Thánh Tuyền Linh chỉ bỗng dâng lên một bức tường nước khổng lồ, kèm theo đó là một làn sóng xung kích quét ngang xung quanh. Đó là do Lâm Nhất hạ xuống từ trên cao, hắn giống như một thanh kiếm nhanh chóng nhắm thẳng vào mặt hồ, cả người tỏa ra một khí tức sắc bén. Lâm huynh! Đám Tần Lâm thấy Lâm Nhất hạ xuống thì kinh ngạc một lúc mới vui vẻ hô to. Nhưng sau đó họ như nghĩ đến gì đó, biến sắc nói, Lâm Nhất cẩn thận, giới tử thần U vừa mới đột phá thiên phách tầng 6 và trồng được 10 đóa hoa tinh ma trong khí hải. Lâm Nhất xuất hiện giống như kỳ tích khiến họ hết sức vui vẻ, nhưng nhớ đến thực lực của giới tử thần U hiện giờ lại không khỏi lo lắng cho hắn. Hắn ta ngâm Thánh Tuyền Linh Trì nên đã hoàn toàn lột xác, thực lực mạnh hơn nhiều so với khi ở trong thành Phong Lăng. Lâm Nhất bị nhốt trong Thương Long cấm giới. Không có cơ hội ngâm Thánh Tuyền Linh Trì, chắc chắn sẽ bị tụt lại một khoảng cách rất lớn. Chưa nói đến giới tử thần U, e rằng bất cứ giới tử nào cũng có thể đánh bại hắn. Thiên phách tầng 6, 10 đóa hoa tinh ma. Vẻ mặt Lâm Nhất vẫn hết sức lạnh nhạt, chỉ nhìn sang, thấy vết sẹo trên mặt La Chấn thì lập tức thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt La Chấn đã không còn ra hình người, mặt mày bị tát biến hình, lỗ tai, lỗ mũi, hốc mắt. Đều đang chảy máu. Hàm răng cũng gãy mất hơn một nửa. Ai làm? Lâm Nhất lập tức bước tới hỏi, La Trần lắc đầu không đáp. Tần Lâm, ngươi nói coi ai làm? Lâm Nhất cũng không ép, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Lâm. La Trần dùng mắt ra hiệu, dù cho trong lòng Tần Lâm đang cực kỳ tức giận, nhưng dưới ánh mắt của hắn ta cũng không dám mở miệng. Sự thảm thiết của La Trần ban nãy đâu phải hai ba câu là có thể nói rõ, một khi nói ra, Lâm Nhất chắc chắn sẽ nổi giận. Với thực lực hiện nay của giới tử thần U, còn chưa kể đến Huyền Long với Thiên Càn, riêng một mình hắn ta thôi cũng đủ để đè bẹp Lâm Nhất rồi. Vậy thì sao có thể nói ra đây? Tần Lân thẳng tính, nhưng cũng không ngu, hiểu được ý của La Chấn. Hắn ta cũng không muốn Lâm Nhất vì mình mà tức giận, không còn chút đường sống nào trong trận chiến cuối cùng này. Ha ha ha, nói cho hắn biết ta đã sỉ nhục tên rác rưởi ấy như thế nào đi. Tên ăn hại đó đã phải quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta tát mình và thả đám các ngươi như thế nào. Kể cả cho hắn, ta đã tát hết cái này đến cái khác lên mặt tên rác rưởi ấy trước mặt mọi người ra sao đi. Tần Lâm không nói, nhưng giới tử thần U lại cười ha ha, tóc tai bay múa, trong mắt toát ra vẻ dữ tợn và phấn khích kể thay hắn ta. Lâm Nhất thế mà lại đến đây. Đến hay lắm. Nếu hắn không đến... Dù lấy được vị trí đứng đầu trong trận chiến cuối cùng này thì còn gì là thú vị nữa. Hắn ta chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần những nỗi nhục mà bản thân đã chịu vào ngày hôm đó lại cho hắn. Tát lên mặt La Chấn nào có sướng như tát lên mặt Lâm Nhất, giới tử thần U điên cuồng cười to, uy áp trên người nhanh chóng tăng lên, vẻ kiêu căng ngạo mạn lộ rõ trên mặt. Hắn ta tiếp tục nói cho hắn biết các người đã hèn nhát cỡ nào,
chỉ biết trơ mắt nhìn La Trấn quỳ xuống trước mặt ta mà chẳng dám hó hé gì đi. Cũng kể cho hắn nghe La Trấn đã phải cầu ta tát hắn ta như thế nào. Nói lẹ lên, cái tên rác rưởi này. Sắc mặt Tần Lâm thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi, lời nói của giới tử thần U thật sự rất khó nghe, sỉ nhục hắn ta một cách không thương tiếc khiến khuôn mặt hắn ta đỏ bừng. Cảnh tượng ban nãy lại hiện lên, lồng ngực Tần Lâm lập tức tràn ngập cơn giận. Nhưng mỗi câu nói của giới tử thần U đều là thật, hắn ta quả thật là một tên ăn hại, trơ mắt nhìn La Đại Ca quỳ trên mặt đất cầu xin đối phương tát mình hết cái này đến cái khác. Nhưng dù hèn mọn đến mức đó vẫn bị giới tử thần U chơi đùa, giày xéo. Từ đầu đến cuối, đối phương đều đang chơi đùa La Trấn, chưa từng nghĩ đến sẽ chừa cho họ một con đường sống, đã đồng ý rồi lại dồn họ quay lại Thánh Tuyển Linh Trì. Chính là vì muốn dùng quy định bất kể sống chết trong trận chiến cuối cùng, trực tiếp giết chết bọn họ, không chừa lại cho họ bất cứ con đường sống nào. Giới tử thần U kiêu ngạo điên cuồng cười to, toàn bộ Thánh Tuyển Linh Trì đều im lặng như chết. Vô số ánh mắt nhìn Lâm Nhất với vẻ thương hại, trở về thì đã sao? Vốn dĩ hắn đã trở thành truyền thuyết, quét ngang được tam đại giới tử trong thành Phong Lăng. Nhưng hôm nay, thói đời xoay vần, mười phương giới tử đều đã ngâm mình trong Thánh Tuyển Linh Trì. Họ đã cô đọng và thăng hoa, một bước lên trời. Lâm Nhất chưa ngâm Thánh Tuyển Linh Trì, chắc chắn không thể cạnh tranh với các giới tử đã lột xác, chứ đừng nói là đòi lại công bằng. Đến cả mạng sống của hắn cũng sắp phải kết thúc ở đây, vì nhân quả đã gây ra ở thành Phong Lăng. E rằng, hắn sẽ bị đối phương đòi lại gấp trăm ngàn lần. Đương nhiên Lâm Nhất sẽ không để ý đến những gì đám người kia đang suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ biết bây giờ tâm trạng của mình đang rất tệ, cực kỳ tệ. Tính hắn rất cương trực, ghét nhất là thấy bạn bè chịu khổ vào mình. Oan có đầu, nợ có chủ, có thù oán gì thì cứ tìm mình là được. Nhưng ở trận chiến cuối cùng hôm nay, La Trấn lại bị sỉ nhục như vậy vì hắn, khỏi phải nói trong lòng Lâm Nhất tức giận đến như thế nào. Đúng là chán sống mà. Lâm Nhất liếc mắt, nhìn chằm chằm giới tử thần U, cả người tràn ngập sát khí khiến cả Thánh Tuyển Linh Trí cũng run rẩy. Tên kia điên rồi hả? Không biết giới tử thần U đã đột phá thiên phách tầng 6, trồng được 10 đóa hoa tinh ma à? Mọi người đều nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ nào hắn định lặp lại truyền thuyết lúc trước ở thành Phong Lăng? Ngươi tự bẻ gãy một tay thì ta có thể khiến cho ngươi chết một cách sảng khoái ở trận chiến cuối cùng này, chỉ thấy Lâm Nhất gằn từng chữ một nói. Mọi người lập tức cảm thấy áp lực, Lâm Nhất đúng là vẫn ngông cuồng như xưa. Hắn hoàn toàn không biết Thánh Tuyển Linh chỉ tuyệt vời như thế nào, sau khi ngâm mình trong đó sẽ xảy ra một sự lột xác mà hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hai người đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa rồi. Nhưng đúng lúc này, tình hình bỗng xảy ra biến hóa. Không gian chợt trở nên nặng nề, một mùi hương kỳ lạ bay ra từ mặt hồ. Mọi người ngửi một hơi, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, máu sôi sùng sục. Một giọt thánh dịch màu vàng như trân châu bay ra khỏi mặt hồ, tỏa ra ánh sáng chói mắt lơ lửng giữa không trung. Trận chiến cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Nhưng tình huống này lại trông cực kỳ quỷ dị trên mặt hồ rộng lớn, chẳng những giới tử khác đứng im, mà các anh tài khác trên bảng thông thiên cũng không nhúc nhích xíu nào. Mặc thiên hương thánh dịch kia lơ lửng giữa không trung như một ngôi sao giữa bầu trời đêm, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Lâm Nhất và giới tử thần U. Vốn dĩ, đây sẽ là một trận chiến chẳng có gì đáng để hồi hộp, nhưng không biết tại sao mà mọi người lại chẳng thể rời mắt được. Tự bẻ gãy một tay. Lời nói của Lâm Nhất khiến giới tử thần U sửng sốt, y như nghe thấy câu gì đó hết sức buồn cười. Ha 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 ha, thằng con hoang Lâm Nhất nhà ngươi cho rằng có thể lặp lại chuyện ở thành Phong Lăng ư. Nói thật cho ngươi biết, thực lực bây giờ của ta còn mạnh hơn nhiều so với những gì ngươi nghĩ. Hôm nay, ngươi không đến thì thôi, đã đến thì ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Hắn ta vô cùng kiêu ngạo và bá đạo, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Lâm Nhất giơ ba ngón tay lên, nhàn nhạt nói, ba chiêu, nếu ta không thể thắng ngươi trong vòng ba chiêu, ta sẽ mặc cho ngươi sâu xé. Vẻ mặt giới tử thần U lập tức xa sầm, giờ hắn ta đã là thiên phách tầng 6, còn trồng được 10 đóa hoa tinh ma. Vốn phải khiến người ta không dám đối diện, nhưng thằng con hoang kia vẫn hết sức ngông cuồng và kiêu ngạo y như lúc ở thành Phong Lăng, một tát đánh hắn ta bay ra ngoài. Cây rằm trong lòng hắn ta thoáng chốc trở nên nhức nhối. Sắc mặt cũng âm u đến nỗi khiến người ta không rét mà run. Ngươi chán sống hả? Giới tử thần U giận tím mặt,
tu vi thiên phách tầng 6 thoáng chốc bùng nổ, khoảng cách giữa hắn ta và Lâm Nhất thoáng chốc rút ngắn lại. Gần như là thuấn di, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được, thậm chí Lâm Nhất còn chưa kịp rút ngón tay về. Quá chậm, khóe miệng giới tử thần U cong lên lộ ra một nụ cười khẩy, ngay khi hắn ta vươn tay chuẩn bị dùng thủ đoạn khủng bố bổ xuống đầu Lâm Nhất để đè bẹp hắn giống như chấn áp La Chấn ban nãy, khiến đối phương phải quỳ xuống van xin, khuất phục trước mặt mình. Nhằm trả lại gấp trăm ngàn lần mọi nỗi sỉ nhục vào ngày hôm đó cho Lâm Nhất. Thứ con kiến dưới hạ giới, quỳ xuống cho ta. Giới tử thần U quát, tiếng quát to như tiếng sấm sét khiến người ta ù hết lỗ tai. Bóng người của hắn ta thoáng chốc xuất hiện trước mặt mọi người khiến ai nấy cũng chấn động. Nhanh thật, họ hoàn toàn không kịp nhìn rõ thì hắn ta đã xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, giơ tay bổ một chưởng xuống đỉnh đầu hắn. Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhất bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đã luyện hóa kiếm quang của thần linh chợt bắn thẳng ra ngoài. Đôi mắt hắn lấp lánh như sao và sắc bén hơn ngày xưa rất nhiều, dường như chỉ liếc một cái đã có thể xuyên thủng hư không. Ánh mắt ấy quả thật khó tin, hắn chỉ mới là một thiên phách thôi đó. Giới tử thần U lập tức cảm thấy tê cả da đầu, tầm mắt của hắn ta giống như bị luồng kiếm quang ấy bao phủ. Nó như bổ ra đất trời, coi Vĩnh Hằng như một cái nháy mắt. Không xong. Chỉ thoáng chốc, giới tử thần U đã tỉnh táo lại, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nhưng chỉ một chớp mắt ấy, cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Chát! Một cái tát vang dội, chấn động mỗi ngóc ngách của thánh tuyền linh chỉ khiến ai cũng nghe được rành mạch, tựa như tát ở trên mặt mình vậy. Giới tử thần U bị tát bay ngược ra sau, cả người như một con quay, thoáng chốc lộn ngược mấy trăm vòng. Một tát ấy, Lâm Nhất cũng không nương tay. Hắn lấy khăn ra lau tay, nhàn nhàn nói, chiêu thứ nhất. Bốp tương đương. Cái tát bất ngờ này trực tiếp đánh cho giới tử thần U choáng váng, cũng đánh cho mọi người có mặt ở đây trở nên hồ đồ. Giới tử thần U đã thăng cấp lên thiên phách tầng 6, hàng phục được 10 đóa hoa tinh ma, có thể nói là xưa đâu bằng nay. Lâm Nhất chưa từng ngâm qua thánh tuyền linh trì, hẳn là thực lực của hắn dậm chân tại chỗ, đáng lẽ ra chỉ trong vài chiêu sẽ bị giới tử thần U đánh trọng thương mới đúng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ngay khoảnh khắc đối mặt, Lâm Nhất đã vung tay tát trả giới tử thần U. Chiến bộc và đám tùy tùng của chiến giới thần U đều được mặt ra, dưới trời sao, không ít trưởng lão của các tông phái siêu cấp cũng lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn chúng tiềm lực của Lâm Nhất, nhưng lại không dự đoán được thực lực của hắn. Dù sao thì hắn cũng chưa từng ngâm qua thánh tuyền linh trì, mất đi cơ duyên bực này quả thật là thiệt hại rất lớn. Mãi đến khi giới tử thần U bị đánh văng ra ngoài, rớt xuống nước, mọi người mới giật mình sức tỉnh, lộ vẻ không dám tin. Một chưởng vỗ xuống mặt nước, giới tử thần U bay vọt lên, má phải của hắn ta sưng hệt như cái đầu heo. Trước kia còn ra vẻ không ai bì nổi, giờ thì bẽ mặt, có thể đoán được giới tử thần U tức giận đến mức nào. Hắn ta nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất, lạnh lùng nói, hay lắm Lâm Nhất, ta đã xem thường ngươi rồi. Xem ra ngươi cũng có được thu hoạch trong Thương Long cấm giới, tuy nhiên, dừng lại tại đây thôi. Bất kể ngươi có đạt được tạo hóa gì thì cũng khó mà so được với ta ở Thánh Tuyền Linh Trì. Vậy à? Lâm Nhất vừa dùng khăn lau tay vừa thản nhiên nói. Vung tay tát vào khuôn mặt kia khiến Lâm Nhất cảm thấy rất bẩn, từ sâu trong lòng hắn trào dâng cảm giác chán ghét. Nhưng nếu một kiếm giết chết đối phương thì thật sự quá hời cho hắn ta. Hắn ta đã nhục nhã La Chấn như thế nào thì Lâm Nhất sẽ đáp trả lại gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm, gấp ngàn lần như thế. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy động tác của Lâm Nhất, giới tử thần U đã hoàn toàn nổi giận, 10 đóa hoa tinh ma trong cơ thể hắn đồng loạt nở ra. Thoáng cái, hào quang bộc phát toàn thân, khiến cơ thể hắn ta như ngọc, có thánh huy vần quanh. Mái tóc dài của hắn ta uốn lượn trong gió, phát ra ánh sáng long lanh. Cứ như mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố vậy. Lâm Nhất cẩn thận, mấy người Tần Lâm thấy thế, không khỏi hô lên. Bọn họ đã cách giới tử thần U đủ xa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ từ trên người hắn ta. Có 10 đóa hoa tinh ma gia trì, khí thế của giới tử thần U đã đạt đến tình trạng khủng bố trước nay chưa từng có, khiến mọi người không rét mà run, trái tim cũng nhảy vọt lên đến cổ họng. Không chỉ riêng bọn họ, những người khác cũng có chút khẩn trương. Theo như mọi người thấy, chuyện vừa nãy hiển nhiên là do giới tử thần U chủ quan, nếu ngay từ đầu hắn ta tập trung thì Lâm Nhất có cơ hội đảo ngược tình thế sao? Mắt giới tử thần U lộ hung quang,
từng vòng sáng âm u lan ra phía sau hắn ta. Hiển nhiên, đây là một loại bí thuật nào đó của chiến giới thần u, khoảnh khắc vừa thi triển, có thể cảm nhận được nơi đó có ánh sáng âm u gia trì, khí tức hùng hậu và dồi dào của giới tử thần u cũng trở nên ngưng thực hơn. Không hề có một chút lực lượng nào bị lãng phí, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn ta. Tinh tế đến mức này có thể nói là thủ đoạn khá khủng bố, khiến ánh mắt các giới tử khác đều lóe lên tia khác thường. Răng rắc. Dưới uy thế cực lớn như thế, mặt nước tựa như sông băng vỡ tung tóe. Ánh mắt giới tử thần u lộ vẻ âm hàn, hắn ta sẽ không phạm cùng một sai lầm lần thứ hai. Trong mắt đối phương có gì đó cổ quái, nên hắn ta đã dùng bí thuật để gia trì cho bản thân, dù là tinh quân cũng khó mà khiến tâm cảnh hắn ta lộ ra sơ hở. Đi chết đi. Cùng với một tiếng quát điên cuồng, giới tử thần u lao đến như tia chớp. Hắn ta vừa thoáng có hành động, uy thế khủng bố tích tụ trên người hắn ta lập tức nổ tung. Âm âm, mặt như tựa như đất bằng sụp đổ, màn nước tầng tầng lớp lớp dâng lên. Đối mặt với uy áp đáng sợ bực này, dường như Lâm Nhất không thể cử động, hắn vốn không có thời gian làm ra bất kỳ hành động ứng phó nào. Âm, một trường tựa như sấm rền gió giật của giới tử thần u dường như xuyên thủng hư không, tạo thành chấn động vô biên, trực tiếp áp xuống đầu Lâm Nhất. Trong lòng hắn ta có một cái gai, chiêu số hai lần liên tục đều giống nhau, hắn ta thật sự muốn Lâm Nhất quỳ xuống trước mặt mình. Ngày đó, ở thành Phong Lăng, hắn ta bị ép hai lần liên tục, phải bất đắc dĩ quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất, có thể nói đây chính là nỗi nhục lớn nhất đời giới tử thần u. Bất kể thế nào, hắn ta cũng phải chút cơn giận này. Thành, khoảnh khắc bàn tay ấn xuống. Sắc mặt vốn căng cứng của giới tử thần u liền lộ vẻ mừng như điên. Răng rắc. Nhưng một khắc sau, cả người Lâm Nhất chợt nổ tung, hóa thành hàng hà sa số mảnh vụn. Tàn ảnh. Không thể nào, rõ ràng hắn đã bị khí thế của ta giam cầm rồi, không thể nào có chuyện tăng tốc thoát đi được. Hai mắt giới tử thần u trợn trừng, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, ánh mắt không khỏi quét quanh một lượt. Lúc này, Lâm Nhất đã sớm thi triển kim ô cửu biến. Trong khoảng thời gian chỉ bằng một nhịp thở, hắn đã rời đi. Mỗi một bước đều lưu lại tàn ảnh rất chân thật, và mỗi một tàn ảnh đều bộc phát điện quang cùng gió lốc cuồng bạo. Lực phong lôi khủng bố khiến cho mỗi một tàn ảnh thoạt nhìn đều cực kỳ thô bạo, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thật giả. Đáng chết, rốt cuộc ở đâu? Hắn ta còn chưa kịp nghĩ ra, một bóng người đã lao đến. Lâm Nhất xòe bàn tay ra, trong tay là cuồng phong ác liệt cùng tia chớp xé toạc hư không. Hắn cứ thế vung tay tát vào má giới tử thần u một cái. Chết! Giới tử thần u chợt quát một tiếng, lòng bàn tay trái phát ra ánh sáng âm u, ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen, đánh thẳng qua. Có 10 đóa hoa tinh ma gia trì, một kích này cực kỳ khủng bố, cả người Lâm Nhất lập tức bị thiêu đốt, nổ tung thành vô số quả cầu lửa màu đen. Lại là tàn ảnh! Giới tử thần u hoảng sợ, hắn ta còn chưa kịp phản ứng. Vừa xoay người lại thấy Lâm Nhất giết tới. Hắn vẫn như trước vung tay lên, mang theo cuồng phong và sấm chớp đánh úp lại. Thanh thế như vậy, thậm chí ngay cả dáng dấp và sắc mặt cùng không có sự biến hóa nào cả. Chỉ là khoảng cách rõ ràng gần hơn rất nhiều. Giới tử thần u giận không tả, hắn ta đánh liên tục, một quyền rồi lại một quyền. Vô số vòng xoáy màu đen nổ tung giữa hư không. Diễn hóa ra luồng ánh sáng âm u chiếu rọi khắp trời đất, khiến hắn ta thoạt nhìn tràn đầy thần uy cái thế, vô cùng bá đạo, tựa như thiên thần đang nổi giận. Nhưng trên thực tế, tàn ảnh hư hư thực thực vẫn không ngừng vung tay lên, cuốn lấy phong lôi áp đến gần. Bất kể hắn ta có ra tay như thế nào thì bàn tay đang vung lên kia vẫn ngày càng phóng đại trước mắt hắn ta. Cứ như trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, bất kể hắn ta có làm gì thì vẫn luôn có một bóng người ngày càng ép sát đến. Đây chính là uy năng do 10 đóa hoa tinh ma gia trì sao? Duệ khí trên người giới tử thần u ngày càng đáng sợ, khiến quần chúng vây xem hãi hùng khiếp vía, chấn động không thôi. Bốp tương đương. Nhưng khi luồng khí thế này sắp đạt đến đỉnh phong thì một tiếng tát tay đột ngột vang lên. Càng độc hơn lần trước, khoảnh khắc âm thanh này vang lên, có điện quang chói mắt từ lòng bàn tay Lâm Nhất bắn ra, trời đất xám xịt, chỉ riêng khuôn mặt của giới tử thần u là cực kỳ bắt mắt. Phốc thử. Máu tươi phun trào, giới tử thần u bay ngược ra ngoài, má trái hắn ta cũng sưng phồng lên. Chiêu thứ hai. Lâm Nhất lại lấy ra khăn tay, vừa lau vừa thản nhiên nói. Trên thánh tuyển linh trì,
mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, tất cả đều sợ choáng váng, nhìn không được thầm văng tục. Mẹ nó chứ! Chuyện này rốt cuộc là sao? Rõ ràng là giới tử thần U đại triển thần uy, sao lại bị một cái tát đánh văng ra ngoài vậy chứ? Chỉ có những giới tử kia là lộ vẻ khác thường, ánh mắt bọn họ không ngừng lóe sáng. Ý chí phong lôi của Lâm Nhất mạnh một cách khó tả, phối hợp với thân pháp Kim Ô Cửu Biến đã lừa giới tử thần U xoay mòng mòng. Ngày đó, trong thành Phong Lăng, ý chí phong lôi của Lâm Nhất kém rất xa so với hiện tại, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Ha ha ha, đánh hay lắm. Lâm huynh đệ, rất tốt. Khi giới tử thần U lại lần nữa bị tát, người tính tình nóng nảy như Tần Lâm lại giống lên. Hắn ta không khống chế được tâm trạng của mình, hắn ta đã kiềm nén quá lâu, hai mắt ngân ngấn nước, vừa cười vừa khóc. Thằng khốn này nên bị báo ứng như vậy từ sớm mới đúng. Mặt khác, mấy người La Trấn, Trúc Thanh Sơn không khoa trương như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy khoái chí. Bọn họ đã nhìn ra Lâm Nhất ra mặt thay bọn họ. Không đúng. Sắc mặt giới tử Thiên Càn và giới tử Huyền Long lập tức thay đổi, cả hai đều phát giác được thực lực của Lâm Nhất không hề đơn giản như mặt ngoài biểu hiện. Hai người vừa định ra tay giúp đỡ thì giới tử thần U tóc tai bù xù đã phi thân lên, giận dữ hét, đừng đến, hôm nay ta phải tự tay ấn chết hắn, nỗi nhục ngày đó, ta sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, thân hình Lâm Nhất đã nhoáng một cái, lúc này, hắn chủ động đánh tới. Phượng khởi triều minh. Tia sáng lạnh chớp động trong mắt giới tử thần U, đã đến nước này, hắn ta cũng không giữ lại nữa, trực tiếp thi triển võ học thánh linh. Thoáng chốc, sau lưng hắn ta liền có một con hỏa phượng trông rất sống động bay lên, năm ngón tay hắn ta mở ra, hung hăng ấn về phía Lâm Nhất. Ầm, một màn nước đột ngột xuất hiện phía sau lưng hắn ta, thoáng cái đã đạt đến độ cao 10 trượng. Cùng với sự xuất hiện của màn nước, toàn bộ không gian dường như đều bị đảo ngược. Đây là võ học thánh linh cực kỳ hùng mạnh của chiến giới thần U, ngày đó, giới tử thần U bị đánh cắm mặt xuống đất nên đã không thể thi triển trọn vẹn chiêu này, hắn ta vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì điều đó. Hiển nhiên, sát chiêu bực này cực kỳ đáng sợ, mà nước kia cũng không phải dị tượng, mà do không gian bị gấp và uốn cong tạo thành. Nếu bị hãm sâu trong đó, đừng nói là ra tay phản kích, chỉ riêng việc đứng vững thôi cũng không hề đơn giản. Mà đó, chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh thảm thiết vang lên, là tiếng kêu của thánh linh thuộc về giới tử thần U. Cánh nó bị hai tay Lâm Nhất bắt lấy, đôi tay hắn vô cùng sắc bén, hệt như vuốt rồng vậy. Kiếm uy thương long bộc phát, cùng với đó là tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, hai tay hắn mạnh mẽ kéo một cái giữa không trung. Xoẹt! Thánh linh kia cứ thế bị xé thành hai nửa, nó phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai, ngay lập tức tan biến. Kiếm ta tựa thương long. Kiếm xuất kinh phong lôi. Thương long bất hủ thương long. Một kích đắc thủ, Lâm Nhất đã hoàn toàn bày ra kiếm uy thương long, hắn tựa như một con rồng, đâm thủng hư không, cuộn người vọt xuống. Thịch, thịch, thịch. Giữa không trung, tia chớp không ngừng lóe lên, cuồng phong bạo khởi, kiếm thế mang đến uy áp có thể sánh ngang thánh linh trực tiếp giam cầm giới tử thần U, khiến hắn ta không cách nào động đậy. Thoáng chốc, Lâm Nhất đã đi đến bên cạnh giới tử thần U. Một tay hắn khoác lên vai hắn ta. Trời đất bỗng trở nên tĩnh lặng, không ít người bị dọa tái mặt, nhìn không được dùng tay bịt miệng. Bọn họ đã đoán được Lâm Nhất muốn làm gì, có người không dám tin, có người không dám tưởng tượng, và cũng có người không dám nhìn. Vô liêm sỉ, dừng tay. Giới tử Thiên Càn và giới tử Huyền Long giật mình kinh hãi, hai người họ giống lên, rồi lao vào đến như tia chớp. Không, 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 Lâm Nhất, tha cho ta. Tha cho ta quỳ xuống cầu ngươi, giới tử thần U bị dọa suýt nữa khóc lên, hai chân hắn ta như nhũn ra, nhìn không được quỳ sụp xuống. Sắc mặt Lâm Nhất rét lạnh, gằn giọng nói, đối với ta, ngươi không có tư cách quỳ xuống. Vừa dứt lời, hắn chộp lấy tay phải của giới tử thần U, không để hắn ta kịp quỳ xuống đã trực tiếp xé toạc nó. Răng rắc, máu tươi bắn tung tóe, giới tử thần U giống lên như heo bị chọc tiết, tay phải cứ thế bị Lâm Nhất giật xuống. Ném ra ngoài. Chiêu thứ ba. Lâm Nhất híp mắt, lạnh lùng nói, ta nói rồi, trong vòng ba chiêu đánh bại ngươi, và ta cũng đã nói sẽ chặt đứt một cánh tay của ngươi. Lâm Mỗ nói được thì làm được. Thật là tàn nhẫn. Giới tử thần U vậy mà lại bị chặt đứt một tay trước mặt mọi người,
miệng vết thương be bét máu khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Lâm Nhất chẳng những đánh bại giới tử thần U trong vòng 3 chiêu, không ngờ còn chặt đứt một tay của hắn ta khiến ai cũng chấn động. Điều này còn giật gân hơn việc hắn ta bị tát, dù sao tát mạnh đến mấy thì cũng chỉ là nhục nhã một lúc mà thôi. Hơn nữa, thực tế mấy vết thương kia cũng chẳng đáng là gì, 2-3 ngày đã có thể khỏi hẳn, cùng lắm là để lại bóng ma tâm lý thôi. Nhưng chặt đứt một tay thì hơi đáng sợ, vết thương ấy gần như không thể lành lại. Dù có nối được cũng phải trả một cái giá rất lớn. Con người là anh linh của vạn vật, hình dạng cơ thể đã được đắp nặn cố định từ thuở sơ khai, bàn tay, cánh tay, chân, mắt, tai đều tương ứng với những ý nghĩa thâm ảo nhất của thế gian. Tuy là yêu thú, trừ khi có huyết mạch nghịch thiên, chứ không đa số đều phải hóa thành hình người nếu muốn tìm hiểu đại đạo chí cao. Thiếu mất một cánh tay chẳng những không tiện, còn bị khuyết thiếu đại đạo, chắc chắn không thể đạt được thành tựu quá cao. Mặc dù hắn ta là giới tử thần U, nhưng khi cánh tay bị Lâm Nhất chặt bỏ thì cũng coi như phế đi. Cảnh tượng máu me tàn nhẫn ấy khiến cho hai giới tử Thiên Càn và Huyền Long giật mình ngơ ngác, đòn sát thủ tính thi triển cũng tan biến. Họ kinh ngạc hét lên một tiếng, không đánh Lâm Nhất nữa mà nhanh chóng bay về phía giới tử thần U. Chẳng ai ngờ Lâm Nhất lại có thể đánh bại giới tử thần U trong 3 chiêu, càng không đoán được hắn sẽ to gan như thế, bảo chặt bỏ một cánh tay là chặt luôn. 7 giới tử còn lại đều sửng sốt, nghẹn họng nhìn với vẻ khó tin. Đến cả giới tử đế vũ thần bí nhất cũng hơi há hốc miệng không thốt nên lời. Ban nãy là thủ đoạn gì vậy? Kiếm uy mà ngang ngửa với thánh linh. Có giới tử cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng, mặt mày nghiêm trọng khẽ nói. Đòn đánh khủng bố ban nãy của Lâm Nhất đã trực tiếp xé nát thánh linh của giới tử thần U, nhưng hắn lại không thi triển ra thánh linh của mình. Điều này quả thật rất kỳ lạ, có chút không thể hiểu nổi. Sau đó, họ lại bỗng dưng lắc đầu, có lẽ là Lâm Nhất đã dùng cách khác, sao kiếm uy có thể ngang ngửa với thánh linh được chứ? Nếu như chỉ mới là uy áp của nó mà đã mạnh đến nỗi sánh ngang được với thánh linh, thì khi thật sự thi triển sẽ khủng bố đến mức nào? Đây quả thật không tài nào tưởng tượng nổi, chắc chắn là không thể. Dưới bảo kính thông thiên, trưởng lão Kim Tuyệt của Huyền Thiên Tông hoàn toàn thay đổi sắc mặt, kinh ngạc không thốt nổi nên lời. Sau khi tỉnh táo lại, trong lòng chợt tức giận ngập trời, song trước công chúng nên không thể thể hiện ra ngoài, mặt đỏ tía tai gần như vặn vẹo. Trưởng lão của các môn phái siêu cấp khác cũng kinh ngạc không thôi. Một chiêu ban nãy quá nhanh, quả thật nhanh như chớp, nhoáng cái xuất hiện khiến họ cũng không thấy rõ. Đợi đến khi hoàn hồn lại, cánh tay của giới tử thần U đã bị chặt đứt. Họ không kiềm được mà hít ngược một hơi. Dù sao cũng là giới tử của 10 phương chiến giới. Đắc tội nhiều quá cũng không tốt. Ngươi sao rồi? Thiên Càn và Huyền Long biến sắc, đỡ thần U đứng lên cầm máu giúp hắn ta. Giết, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Giới tử thần U như hóa điên, hai mắt đỏ ngầu, gào thét. Tránh ra! Thiên Càn và Huyền Long còn chưa kịp đáp lại, Lâm Nhất đã ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, quát. Giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ban nãy giới tử thần U tra tấn La Chấn sảng khoái bao nhiêu, Lâm Nhất sẽ trả lại bấy nhiêu, thậm chí là gấp 10, gấp 100, gấp ngàn lần. Sát khí khủng bố ập tới khiến cả Thiên Càn và Huyền Long cũng cảm thấy ớn lạnh, trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. Tên khốn nạn kia đã chặt đứt một tay của thần U rồi mà vẫn không muốn dừng tay. Trong mắt hai người lập tức lộ ra vẻ tức giận, giới tử Thiên Càn mở miệng nói, Lâm Nhất, ngươi cũng đừng có mà quá. Đáng, khuyên ngươi hãy có lòng vị tha đi. Đường còn dài, ngươi có dám chắc mình đến đại thế rồi có còn kiêu ngạo được như giờ không? Giới tử Huyền Long nóng tính hơn nên dứt khoát chửi, tên ôn con nhà ngươi đừng đắc ý sớm. Dù giờ ngươi có kiêu như thế nào, đến Côn Luân cũng chẳng là cái thá gì cả, có cả đống người có thể dạy cho ngươi một bài học. Ta khuyên ngươi cút ngay đi, không thì chẳng ai cứu nổi ngươi đâu. Lâm Nhất vẫn tiếp tục chậm rãi bước đến trên mặt nước. Kiếm thế dập trời điên cuồng ngưng tụ lại. Cứ mỗi bước thì hai kiếm quyết của hắn lại vận chuyển một vòng trong kinh mạch, đợi đến khi Lâm Nhất đi được 3 bước, chúng đã vận chuyển được 6 vòng. Kiếm thế dần ngưng tụ đạt tới một mức độ khủng bố chưa bao giờ có, và lại hắn vẫn đang không ngừng bước tới. Kiếm thế của hắn vẫn đang liên tục ngưng tụ, chẳng hề đáp lại hai người kia, con người thâm thúy quay cuồng sát khí, tóc dài bay múa. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lẽo như băng, trong mắt rõ ràng viết giết. Đây chính là thái độ của hắn.
Thằng khốn! Lâm Nhất, ngươi muốn dồn giới tử thần U đến bước đường cùng ư? Ngươi làm như vậy trong trận chiến cuối cùng này cũng chẳng mang lại chỗ tốt gì cho ngươi đâu, vẻ mặt hai đại giới tử âm U, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ cảm nhận được một khí thế cực kỳ khủng bố từ trên người Lâm Nhất, hắn không ngâm thánh tuyển linh trì, nhưng lại gặt hái được rất nhiều chỗ tốt trong thương long cấm giới. Ba chiêu đã đánh bại giới tử thần U, hắn vẫn thần bí như trước, quả thật khiến người ta khó lòng đoán được hắn còn có bao nhiêu con bài chưa lật nên trong lòng hai đại giới tử có hơi hoang mang. Người ta muốn giết không chỉ riêng mỗi mình giới tử thần U. Lâm Nhất dừng lại, trầm ngâm nói, hai người các ngươi cũng phải chết. Tam đại giới tử thần U, Thiên Càn, Huyền Long, không kẻ nào có thể thoát được. Ngay khi Lâm Nhất nói xong, kiếm thế trên người cũng ngưng tụ đến cực hạn khiến cơ thể hắn khẽ run. Trong người tràn ngập kiếm thế, da thịt cũng như muốn nổ tung, kiếm ý nhiều đến mức dù là cơ thể thương long cũng sắp không chịu nổi. Lâm Nhất, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Thiên Càn và Huyền Long sửng sốt, sau đó nổi giận, Lâm Nhất như vậy không khỏi khinh người quá. Hai người gần như không chút do dự gọi thánh linh ra, chín đóa hoa tinh ma trong cơ thể cũng đồng loạt bùng cháy. Có bài học của giới tử thần U, họ hoàn toàn không dám xem nhẹ Lâm Nhất, ra tay không hề nương tay. Khác với hồi còn ở thành Phong Lăng, thực lực của hai người đã hoàn toàn lột xác. Ngay khi hai thánh linh cùng bùng nổ, uy áp ấy quả thật khiến người ta run sợ. Uy áp của hai thánh linh cộng lại làm thánh linh phượng hoàng lửa của giới tử thần U ban nãy có vẻ chẳng đáng là gì. Nếu ngươi định trở mặt khiến những giới tử khác nhặt của hời, thì đừng trách hai ta liều mạng với ngươi. Trong mắt giới tử Thiên Càn lóe lên vẻ lạnh lẽo, tỏ rõ sự quyết tâm. Lát nữa cũng đừng có mà hối hận. Vẻ mặt giới tử Huyền Long cũng tràn đầy vẻ tàn nhẫn, hai người họ tự nhận nếu liều mạng thì ít nhất cũng có thể đánh đối phương bị thương nặng. Đến lúc đó, Lâm Nhất cũng chẳng gì một con chó sắp chết trước mặt những giới tử khác. Đám người kia chẳng có ai là kẻ hiền lành, tuyệt đối không phải loại dễ chọc. Sự thật cũng quả nhiên như thế, bảy giới tử khác thấy cảnh đó thì ánh mắt lập tức lập lòe, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lâm Nhất kia cũng ngông cuồng ghê, nhưng lại hời cho họ, hai bên tốt nhất là đánh càng ác càng tốt. Ngu rồi, những giới tử khác chắc chắn sẽ không đụng tới ba người thần U, nhưng một khi Lâm Nhất bị thương, e rằng bảo vật trên người sẽ bị cướp sạch. Vậy đã may, hắn tỏa sáng chói mắt như vậy, những giới tử khác chưa chắc sẽ để hắn sống. Bốc đống quá! Mọi người trên thánh tuyển linh chỉ thấy Lâm Nhất chặt bỏ một tay của giới tử thần U, không chút kiêng dè thì đều toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Hừ, tuy Thiên Càn và Huyền Long cũng không nổi bật trong đám giới tử, nhưng dù gì cũng là giới tử. Hắn không khỏi khinh giới tử quá, Hoàng Đồ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, thái độ của Lâm Nhất khiến giới tử bọn họ cảm thấy bực bội. Huyền Long phệ không thủ, mà tượng thôn thiên trường. Trong khi mọi người bàn tán xôn xao, thánh linh của Thiên Càn và Huyền Long đã nhanh chóng đánh thẳng về phía Lâm Nhất, họ không tính bỏ qua cho hắn. Huyền Long đánh ra một cái vuốt rồng khổng lồ xé rách hư không, xung quanh lập lòe ánh vàng. Chính giữa vuốt rồng có hơn 1000 đạo văn đan xen với nhau tạo thành một cái linh trận vô cùng phức tạp, tỏa ra khí tử cổ xưa. Vì có linh trận cổ xưa ấy, cái vuốt rồng kia trông y như thật, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thủ đoạn của Thiên Càn cũng bất phàm không kém, thánh linh của gã là một con voi. Nó như một ngọn núi lớn nhào về phía Lâm Nhất. Kia quả thật là những võ học thánh linh khủng bố, còn được hai giới tử tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao siêu. Giờ thực lực họ tăng vọt, khi thi triển cũng phát ra sức mạnh khó tin. Bất cứ ai trên con đường thông thiên này khi gặp phải cảnh đó cũng chẳng thể nào đón đỡ một cách nhẹ nhàng. Lâm Nhất hét lên một tiếng, quần áo trên người bay múa, kiếm thế ngưng tụ từ nãy giờ lập tức bùng nổ. Hắn giơ tay chưởng mạnh về phía trước. Gào, gào. Ngay khi một tiếng rồng ngâm phát ra từ trong bàn tay hắn, kiếm huy thương long do luyện hóa 20 giọt xương trên thần diệp lập tức bùng nổ. Một con thương long dài hơn 300 mét lập tức vờn xuất hiện và bay xung quanh Lâm Nhất. Kia là một con thương long cực kỳ khủng bố, trên người tràn ngập khí tức phong lôi, long uy gần như ngưng tụ thành thực chất. Điều đáng sợ nhất là biển kiếm quang phong lôi tỏa ra ánh sáng rực rỡ đang hừng hực thiêu đốt trong mắt nó. Có hai luồng ánh sáng bắn ra trong mắt nó, sau đó xuyên thủng hư không, thoáng chốc đánh trúng hai thánh linh của Thiên Càn và Huyền Long. Hai thánh linh lập tức bị đánh lủng một lỗ, quanh miệng vết thương bốc cháy lên một ngọn lửa rồi dần cắn nuốt chúng.
kia là... Hai người hoảng sợ, không tài nào tin nổi vào mắt mình. Rắc! Nhưng dù hai người có khó tin đến mức nào, dưới một kích mạnh nhất của kiếm uy thương long, thánh linh của họ cũng đang điên cuồng bị ăn mòn. Đây đã là cực hạn mà kiếm uy thương long có thể làm được, cơ thể của Lâm Nhất cũng có chút ăn không tiêu, phải lùi lại cả 9 bước. Đợi đến khi dừng lại, tim gan phèo phổi đều bị chèn ép, thậm chí trái tim còn hở một cái khe. Nếu đến cả trình độ ấy mà chiêu mạnh nhất của hắn còn không làm được, chẳng phải uổng phí mất 20 giọt xương thần diệp. Người ngoài không thể tưởng tượng được cơn đau mà hắn đang phải chịu đựng, nhưng lại cảm nhận được nỗi oán hận của hắn. Lâm Nhất bay lên không rồi bùng nổ, lắc mình cùng Thương Long, giơ tay đánh ra một chưởng. Hai thánh linh đang cố gắng vùng vẫy của đối phương lập tức biến mất, mai một thành cát bụi. Sau đó, hắn hạ xuống, thoáng chốc xông tới trước mặt hai giới tử đang sững sờ tại chỗ. Trong khoảnh khắc sống chết, Thiên Càn và Huyền Long đã phát ra một tiềm lực kinh người, điên cuồng liều mạng chém giết. Ba bóng người lập tức quần nhau, giây lát đã đánh nhau hơn 10 chiêu. Nhưng khoảng một giây sau, đã có hai bóng người bị đánh bay ra ngoài. Trên ngực cả hai đều xuất hiện một cái lỗ rất lớn, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất như một con chó chết. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy. Cái gọi là giới tử cũng chỉ có thế, đều là một đám gà nhà chó hoang mà thôi. Trên người Lâm Nhất tỏa ra kiếm ý đáng sợ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi nhìn chằm chằm vào giới tử thần U đang run bần bật ở đằng xa. Hắn bước ra một bước, kiếm thế lập tức ập tới, thoáng chốc khiến đối phương đứng im không nhúc nhích nổi. Dừng tay! Nhưng ngay khi Lâm Nhất định giết hắn ta thì bỗng dưng vang lên một tiếng quát đến từ giới tử Hoàng Đồ. Hắn ta mở miệng ngăn cản Lâm Nhất. Chẳng những hắn ta mà những giới tử khác cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, lặng lẽ áp sát. Quả nhiên đều không nhịn được nữa rồi ư. Lâm Nhất đưa lưng về phía họ, cong môi cười khẩy, quả thật không có chút thiện cảm nào với đám giới tử kia. Lúc trước khi kiếm thế của mình bị đánh nát, bất lực bị thương nặng thì họ đều lặng lẽ theo dõi chấp cơ hội giết mình. Ân oán giữa ngươi và tam đại giới tử đến đây là đủ rồi, có người mở miệng lạnh lùng nói. Ngươi hơi quá đáng rồi đó, hắn ta có yếu tới mức nào thì cũng là giới, không phải là người một thế giới với ngươi, lại có người nhàn nhạt nói. Hoàng Đồ cũng nói, Lâm Nhất, đừng ép chúng ta là kẻ địch với ngươi. Ha ha, giới tử thần U chợt cười nham nhở, trong mắt lóe lên vẻ bỡn cợt. Đây là sự thật. Dù giữa họ có cạnh tranh gay gắt đến mức nào thì cũng là người cùng một thế giới, sao có thể mặc kệ hắn ta bị con kiến dưới hạ giới giết chết chứ? Trái tim Lâm Nhất chợt lạnh lẽo, hắn không có xoay người mà nói đầy khiêu khích, nếu ta nói nhất định phải giết hắn ta thì sao? Vậy ngươi có thể thử xem hắn ta sẽ chết hay ngươi chết? Một giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên từ sâu trong hư không, đế vũ vẫn im lặng và thần bí nhất trong 10 đại giới tử mở miệng. Giọng hắn dường như từ sâu dưới 9 tầng địa ngục vọng lên, khiến người ta không rét mà run. Tất cả những người có mặt tại Thánh Tuyền Linh Trì đều bị dọa sợ. Giọng nói này rất lạnh, vừa rét lạnh hơn cả trời đông, lại vừa tràn đầy ngạo khí, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, bế nghệ thương sinh, mang theo khí thế thẩm phán hết thảy. Ánh mắt mọi người vô thức hướng về phía giới tử đế vũ. Nghe đồn rằng người này đã từng lấy xu thế vô địch để đoạt được quả thần huyết. Đồng thời, xung quanh hắn ta cũng có rất nhiều bí mật. Hắn ta rất ít khi bày ra sự sắc bén của mình, gần như không ai từng nhìn thấy. Nhưng sau khi hắn ta mở miệng, loại khí thế kia lập tức vượt qua tất cả các giới tử, khiến người ta không thể không nhìn thẳng vào hắn ta. Trong một khoảnh khắc, Lâm Nhất trở nên cô độc hơn bao giờ hết, rõ ràng hắn tao nhã cái thế, nhưng tại đây, trước ánh nhìn lạnh lùng của 7 vị giới tử, dường như hắn đã bị cả thế giới vứt bỏ. Lâm Nhất không xoay người, hắn gánh trên lưng 7 ánh mắt, mỗi một ánh mắt đều ẩn chứa uy hiếp chí mạng. Rất có thể chỉ một khoảnh khắc quay người, hắn sẽ bỏ mạng. Không cách nào tưởng tượng được áp lực mà hắn phải gánh vác lúc này. Đổi lại là bất kỳ ai thì e rằng lúc này đã sớm thỏa hiệp. Nhưng sao hắn có thể cam lòng cho được? Lâm Nhất nhìn về phía trước, trong lòng hắn đã có đáp án. Giờ phút này... Giới tử thần U hệt như một con chó chết nhưng vẫn nhếch mép cười một cách đầy khinh thường với hắn, cứ như là một giới tử thì chắc chắn là tài trí hơn người vậy đó. Vì sao không cam lòng? Bởi vì hắn vốn không phục. Lâm Nhất dùng hết sức siết chặt 5 ngón tay thành quyền, hắn siết mạnh đến nỗi toàn thân run lên, bất kể cơn giận tột độ đang cuộn trào trong lồng ngực,
gằn giọng nói, nếu đã vậy thì các ngươi cùng xông lên đi. Trên Thánh Tuyền Linh Trì, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Nhất, ai cũng lộ vẻ chấn động. Bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự tự tin của Lâm Nhất. Hoặc là nói, đó không phải tự tin, mà là ngông cuồng, thật sự là ngông đến tận trời rồi. Đám người giới tử thần U vẫn luôn nói Lâm Nhất ngông cuồng, giờ ngẫm lại, đó mà là cuồng gì chứ, hiện tại mới thật sự là cuồng đây này. Nếu đã vậy thì các ngươi cùng xông lên đi, cuồng mức nào cơ chứ? Khoan nói đến chuyện bảy giới tử cùng liên hợp thì sẽ như thế nào, chỉ riêng đế vũ đã đủ khiến người ta cảm thấy khó mà đối phó được rồi. Hiện tại Lâm Nhất cũng chỉ mới có tu vi thiên phách tầng 5 thôi, quan trọng hơn nữa chính là hắn đã lộ quá nhiều át chủ bài. Lại nói, bất kể thế nào đi nữa, Lâm Nhất cũng không có đủ thực lực để đối chọi với bảy giới tử, dù hắn có là yêu nghiệt cực kỳ tài ba, hay dù kiếm ý của hắn có đạt đến trình độ nghịch thiên thì chỉ riêng về chênh lệch số lượng, tu vi và nội tình cũng có thể thấy được hắn chẳng chiếm chút ưu thế nào cả. Đây là giới tử, không phải mèo chó gì đâu. Lâm Nhất điên rồi à? Đối mặt với sự liên thủ của bảy giới tử, vậy mà hắn vẫn quyết không thỏa hiệp, cố chấp muốn giết giới tử thần U. Chắc là hắn phát rồ rồi, dù có muốn chết cũng không nên chọn cách chết ngu như vậy. Sắc mặt bảy giới tử trông rất khó coi, coi bộ bọn họ cũng rất kinh ngạc đấy. Sau khi giật mình hoàn hồn, tiếng bàn tán nhanh chóng lan tràn khắp nơi, mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu với hành động của Lâm Nhất. Mấy người đế vũ thay đổi sắc mặt, nhíu mày nhìn Lâm Nhất. Lời của hắn khiến bọn họ cảm thấy rất khó xử, cái bọn họ cần là hắn nể mặt một chút mà thôi, chứ bọn họ chưa từng nghĩ đến việc cả bọn liên thủ chém giết Lâm Nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều lộ vẻ trầm tư. Sao hả, cảm thấy Lâm Mỗ không đủ tư cách hả? Ngay thời điểm rằng coi như vậy, không ai ngờ Lâm Nhất lại chủ động đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Trong lúc nói chuyện, rõ ràng là chiến ý trên người hắn điên cuồng tăng lên. Gần như mọi người có thể thấy được duệ khí trên người hắn sắc bén bực nào. Hắn rất nghiêm túc. Hắn thật sự muốn dùng một địch bảy, quét ngang tất cả giới tử. Sắc mặt mọi người thoáng thay đổi, ai cũng lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất, chúng ta không có ý định đưa ngươi vào chỗ chết, chỉ cần ngươi tha cho giới tử thần U là được. Đúng lúc này, ánh mắt giới tử hoàng đồ lóe sáng, ung dung nói. Đúng vậy, ngươi đã nhục nhã hắn đủ nhiều rồi. Lại còn khư khư muốn giết hắn, chúng ta không thể chấp nhận việc đó được. Giới tử thần U có sai nhưng cũng không đến mức phải chết. Hắn muốn giết ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa chết mà, trái lại còn có được kỳ ngộ không nhỏ, cần gì phải hùng hổ dọa người như thế chứ? Các giới tử lần lượt lên tiếng, bọn họ phong hoa tuyệt đại, có phong thái vô biên, trên người mỗi một người đều toát lên duệ khí sắc bén. Lời của bọn họ đầy chính nghĩa, thậm chí... khiến người ngoài cuộc cảm thấy có chút đạo lý, cho rằng những giới tử này rất có phong độ, không hề tỏ vẻ ý thế hiếp người. Nhưng những lời này lại khiến Lâm Nhất cảm thấy rất chói tai, mỗi một chữ đều xoáy vào tim. Giới tử thần U muốn giết hắn là chuyện rất bình thường, còn Lâm Nhất muốn giết ngược lại đối phương thì lại là tội ác tày trời. Giới tử thần U có thể tổ chức đại hội sát yêu để công khai làm nhục hắn, còn hắn chỉ mới tát tên đó có mấy cái đã bị nói là quá mức rồi. Giới tử thần U chém giết không được, khiến hắn gặp được kỳ ngộ, từ miệng đám người này, hắn không những không nên đụng đến tên kia, mà còn phải cảm tạ hắn ta mới đúng. Thật là buồn cười. Lâm Nhất nhếch mép cười mỉa, đã sớm biết giới tử chả tốt lành gì, nhưng không ngờ lại không biết xấu hổ đến mức như vậy. Giới tử hoàng đồ thấy chiến ý trên người Lâm Nhất không hề có dấu hiệu giảm đi, hiển nhiên hắn có ý định nghe khuyên bảo, ánh mắt hắn ta không khỏi lóe lên tia hờn giận, lạnh lùng nói. Lâm Nhất, ngươi không cần phải nói ra mấy lời oán giận làm gì, chúng ta thân là giới tử, sẽ không có chuyện liên thủ ức hiếp ngươi. Một hai người thì thôi đi, bảy người liên thủ thì dù có giết được ngươi, truyền ra ngoài chẳng phải chúng ta sẽ thành trò cười à. Ngươi không biết xấu hổ, nhưng chúng ta biết, mong ngươi hiểu rõ một chút, chúng ta chỉ đang bày ra thiện ý, chứ không phải là sợ ngươi. Cút! Hắn còn chưa nói xong, Lâm Nhất đã không nghe nổi nữa, thiện ý kiểu này quả thật. Đủ thiện ý. Ngươi nói gì, sắc mặt giới tử hoàng đồ lập tức thay đổi, sát ý lóe lên trong mắt hắn ta. Ta nói ngươi thật sự khiến người ta chán ghét đấy. Đột nhiên, kiếm ý kinh thiên bộc phát từ trên người Lâm Nhất, hắn bất chợt xoay người, hóa thành một vệt tàn ảnh giết tới. Hả?
Trong mắt Giới Tử Hoàng Đồ lóe lên tia kinh ngạc, hắn ta chợt thấy một luồng long ảnh cuốn lấy kiếm thế vô biên dẫn động lực phong lôi từ trên trời giáng xuống với tốc độ tia chớp, thoáng chốc đã đến trước mặt hắn ta. Phong lôi gào thét, rồng ngâm vang vọng chín tầng trời, một quyền phá không mà tới. Quyền như kiếm, gần như muốn nổ nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Sắc mặt Giới Tử Hoàng Đồ kịch biến, hắn ta không ngờ Lâm Nhất nói ra tay liền ra tay. Trên người hắn ta cũng bộc phát từng đợt tiếng rồng ngâm, một luồng uy áp hoàng giả tỏa ra, nhấc tay tựa như rồng vung chân, nghênh đón một quyền hung tợn của Lâm Nhất. Hắn ta thật sự không ngờ đối phương lại can đảm như vậy, dám ra tay với hắn ta. Ầm, một tiếng vang thật lớn, quyền mang giữa không trung va mạnh vào nhau. Ống tay áo Giới Tử Hoàng Đồ rách tung tóe thành từng mảnh nhỏ, hắn ta bị một quyền từ trên trời giáng xuống kia đánh cho quỳ sụp một gối xuống. Mặt nước bên dưới thoáng cái chia năm xẻ bảy, vết nứt liên tục lan ra ngoài. Mọi người sững sờ, không ai ngờ Lâm Nhất lại thật sự ra tay dù đang phải chịu uy áp từ bảy người. Trên người hắn bộc phát sát ý ngập trời, kiếm quang bắn ra khắp toàn thân, đáng sợ tựa như một vị thần. Thật ác độc. Hắn muốn mạng Giới Tử Hoàng Đồ. Giờ khắc này, một chiến giáp màu vàng cực kỳ bắt mắt xuất hiện trên người Giới Tử Hoàng Đồ, trên chiến giáp có long văn lập lòe. Hiển nhiên đây là một bộ đạo giáp vô cùng phi phàm. Nếu không có đạo giáp bực này chống đỡ, e rằng một kích đột ngột của Lâm Nhất rất có thể sẽ lấy đi nửa cái mạng của Giới Tử Hoàng Đồ. Phong vân sôi trào, kiếm ngân vang khắp bốn phương. Khoảng không gian nơi Lâm Nhất đứng có kiếm uy hùng hậu hệt như thánh linh, kiếm uy thương long điên cuồng tăng vọt, gắt gao trấn áp Giới Tử Hoàng Đồ. Dừng tay. Lúc này, những người khác mới giật mình sực tỉnh, cả đám biến sắc. Mỗi người đều gọi ra thánh linh của mình, xông về phía Lâm Nhất. Ha ha, Lâm Nhất, người muốn xé rách mặt với ta à? Giới Tử Hoàng Đồ cười khẩy. Hắn ta tự nhận bản thân cũng có chút quen biết với đối phương, nhưng tên này lại không biết xấu hổ, nếu đã muốn chết như vậy, thì để hắn như nguyện. Đúng là kẻ tự cho mình có thể lật trời. Bốp, đáp lại hắn ta là một cái tát vô cùng vang dội. Cái tát này khiến bên trên thánh tuyền linh chỉ xuất hiện màn nước cao gần trăm trượng. Phụt, Giới Tử Hoàng Đồ phun ra một ngụm máu tươi, hắn ta vốn đang quỳ một chân trên mặt đất, nhưng lúc này lại bị cái tát thình lình kia đánh văng ra xa hệt như một quả đạn pháo. Mọi người kinh hãi, sắc mặt liên tục thay đổi. Bọn họ cảm giác cái tát này còn mạnh hơn so với cái tát đánh lên mặt Giới Tử Thần U, thoáng cái, Giới Tử Hoàng Đồ đã văng ra xa mấy ngàn mét. Kim ô cửu biến. Còn chưa xong, Lâm Nhất không thèm để tâm đến đám người phía sau, hắn dẫm mạnh chân xuống đất. Hai tay giang rộng, tựa như kim ô xẹt ngang trời, kim quang từ trên người hắn bắn ra, không đợi Giới Tử Hoàng Đồ rơi xuống, hắn đã đuổi đến. Thật nhanh, trong mắt Đế Vũ lóe lên tia sáng lạnh, Lâm Nhất bước ra một bước này, vừa khéo thoát khỏi phạm vi bao phủ của mấy đại thánh linh. Nhìn thì có vẻ tùy ý, nhưng lại đầy huyền ảo. Lâm Nhất, ngươi thật sự muốn đối địch cùng ta? Giới Tử Hoàng Đồ ổn định cơ thể, nhìn thấy Lâm Nhất đang đánh tới, hắn ta cắn răng hỏi. Thịch, thịch, thịch. Lâm Nhất biết đối phương đang muốn kéo dài thời gian, Đế Vũ và sáu giới tử còn lại có lẽ sẽ đuổi kịp trong vòng một nhịp thở. Nhưng một chút thủ đoạn ấy thì vẫn chưa đáng để vào mắt. Thật ra có một câu ta vẫn luôn muốn nói với ngươi. Lâm Nhất không dừng bước, hắn phi nhanh trên không, mỗi một bước chân đều có hoa tử diên nở rộ. Nói đi, Giới Tử Hoàng Đồ cười khẩy. Lần đầu thấy ngươi, ta đã rất chán ghét ngươi rồi. Cái tát vừa rồi thật sự đánh rất đã, Lâm Nhất lao đến trước mặt Giới Tử Hoàng Đồ như tia chớp, hắn nhoẻn miệng, cười như ánh mặt trời rực rỡ. Ngươi muốn chết? Giới Tử Hoàng Đồ tức đến hộc máu, hắn ta cau mày, ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén. Một cái ghế phát ra ánh sáng vàng xuất hiện sau lưng hắn ta, đây chính là thánh linh của hắn ta, Vương Tỏa. Cút! Thần thụ Thanh Tiêu đột nhiên hiện ra sau lưng Lâm Nhất, che kín vòm trời phía trên hắn. Không trung nở rộ vô số hoa tử diên, hóa thành từng đốm sáng trốn vào đó. Thanh tiêu tại thụ, tử diên khai hoa. Giờ phút này, kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất bộc phát đến cực hạn, dị tượng hùng mạnh được sự gia trì của kiếm ý khiến trời đất chao đảo. Hắn vẫy tay, nắm chặt kiếm táng hoa vừa bắn ra từ trong hộp đựng kiếm, khoảnh khắc kiếm quang ra khỏi vỏ. Kiếm ý vốn khiến người ta cực kỳ sợ hãi đã đạt đến sự sắc bén trước nay chưa từng có, thân kiếm lóng lánh tia sáng lạnh. Dường như trong lúc lơ đễnh có thể cắt nát hư không. Kiếm ý thông thiên, có ta vô địch.
Lâm Nhất kéo theo kiếm ý vô cùng sắc bén và ác liệt, cứ thế phá vỡ uy lực thánh linh của đối phương, hắn vung tay bổ một kiếm xuống. Kiếm khí như mặt hồ, lá rụng thành sen, nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng. Trảm thiên tam kiếm, thanh liên. Hiska zz hí zz, đạo giáp trên người giới tử hoàng đồ bị một kiếm này chém ra vài vết nứt, có máu tươi vẩy ra. Ầm ầm, từng âm thanh kịch liệt truyền đến, mặt nước dường như muốn nổ tung, dư âm vẫn còn lan ra. Vô số bọt nước bắn lên trời, hất thẳng vào mặt giới tử hoàng đồ. Hắn ta biến sắc, vội lui về sau. Sau khi rút kiếm, Lâm Nhất quả thật rất đáng sợ. Đạo giáp chính là át chủ bài bảo vệ tính mạng hắn ta, nhưng lại bị một kiếm này trực tiếp bổ ra. May mà hắn ta gọi ra thánh linh, nếu không, ngay cả đạo giáp cũng không giữ nổi mạng hắn. Sắc mặt giới tử hoàng đồ trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Có vẻ như tên này đặc biệt nhắm vào hắn ta. Những giới tử khác đang điên cuồng lao đến, nhưng hắn cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Lâm Nhất, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta và ngươi không có thù oán sâu nặng đến như vậy, một bên mặt giới tử hoàng đồ đã sưng vù lên, hắn ta giống to, có cần phải nhắm vào hắn ta như thế không chứ? Muốn mạng của ngươi? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, trước đó, khi chém giết giới tử thần U, tên này là kẻ đầu tiên lên tiếng. Bảy giới tử liên thủ nhắm vào hắn cũng do chính tên này bày đầu. Sau đó, hắn ta còn lên tiếng đầu tiên, khuyên hắn buông tha cho giới tử thần U. Vậy mà hắn ta còn chưa thấy đủ, dám ngang nhiên nói mình đang bày ra thiện ý. Sát nhân chu tâm chính là nói loại xúc sinh này. Có mặt trời chói lọi, duy ngã độc tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.